Cuốn 82 giải thích phẩm phương tiện thứ 69, kinh Ma Ha Bát Nhã ghi phẩm đại phương tiện, kinh Đại Bát Nhã hội 2 ghi phẩm xảo tiện thứ 68. Kinh: Bấy giờ Túc Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ấy từ khi phát tâm trở lại đây thời gian bao lâu mà thành tựu được phương tiện như vậy? Phật dạy: Tu Bồ Đề, Bồ Tát ấy thành tựu được phương tiện từ khi phát tâm trở lại đây trải qua vô lượng vô số kiếp. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát ấy cúng dường bao nhiêu đức Phật mà thành tựu được phương tiện như vậy? Phật dạy: Bồ Tát ấy thành tựu được phương tiện từ cúng dường hàng hàng sa số Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát được lực phương tiện như vậy trong những căn lành gì? Phật dạy: Bồ Tát thành tựu được Phật như vậy là do từ khi phát tâm trở lại đây đầy đủ thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thành tựu được phương tiện như vậy rất nhiều. Phật dạy: Như vậy, như vậy, Bồ Tát thành tựu được phương tiện như vậy rất nhiều, thí như mặt trời mặt trăng chiếu khắp bốn châu thiên hạ làm lợi ích rất nhiều. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, chiếu năm ba la mật làm lợi ích rất nhiều. Tu Bồ Đề thí như chuyển luân thánh vương, nếu không có xe báu thời không được gọi là chuyển luân thánh vương. Năm ba la mật cũng như vậy, nếu lìa bát nhã ba la mật thời không được gọi danh từ ba la mật. Không lìa bát nhã ba la mật nên được gọi danh từ ba la mật. Thí dụ như người phụ nữ không chồng dễ bị xâm lăng, năm ba la mật cũng như vậy, xa lìa bát nhã ba la mật dễ bị ma hoặc ma trời phá hoại. Thí như người phụ nữ có chồng khó có thể xâm lăng, năm ba la mật cũng như vậy, có được bát nhã ba la mật mà hoặc ma trời không thể phá hoại. Thí như tướng quân đầy đủ áo giáp binh trượng, các nước lân cận cường địch không thể phá hoại, năm ba la mật cũng như vậy, không xa lìa bát nhã ba la mật nên ma hoặc ma trời hoặc người tăng thượng mạng cho đến Bồ Tát trên Đà La không thể phá hoại. Thí như vua nước nhỏ theo thời triều cống chuyển luân thánh vương, năm ba la mật cũng như vậy, thuận theo bát nhã ba la mật. Thí như trăm sông muôn dòng đều chảy vào sông Hằng rồi vào biển cả, năm ba la mật cũng như vậy, được bát nhã ba la mật thủ hộ nên tùy thuận đến nhân thiết trí. Thí như cánh tay phải của người làm việc tiện lợi, bát nhã ba la mật cũng như vậy, cánh tay trái của người làm việc không tiện, năm ba la mật cũng như vậy. Thí như muôn dòng sông hoặc lớn hoặc nhỏ đều vào biển cả hợp làm một vị, năm ba la mật cũng như vậy, được bát nhã ba la mật thủ hộ theo bát nhã ba la mật vào nhất thiết trí, được gọi là ba la mật. Thí như bốn binh chủng của chuyển luân thánh vương, xe báu dẫn đường, ý vua muốn ngừng thời xe ngừng ngay, làm cho bốn binh chủng được mãn nguyện, xe báu cũng không rời chỗ cũ. Bát nhã ba la mật cũng như vậy, dẫn đường năm ba la mật đến nhất thiết trí, thường ở trong đó không vượt quá chỗ cũ. Thí như bốn binh chủng của chuyển luân thánh vương, xe báu dẫn đường, bát nhã ba la mật cũng như vậy, dẫn đường năm ba la mật đến an trú nhân thiết trí, bát nhã ba la mật cũng không phân biệt. Thí ba la mật thì theo tập giới ba la mật cho đến thiền ba la mật không tùy theo ta, thí ba la mật cũng không phân biệt ta tùy theo bát nhã ba la mật, còn giới ba la mật cho đến thiền ba la mật ta không tùy theo. Giới ba la mật cho đến thiền ba la mật cũng như vậy. Vì sao? Vì tính các ba la mật không có năng tác, tự tính không hư dối như sóng nắng. Bấy giờ Túc Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp tự tính không, làm sao Bồ Tát tu sáu ba la mật sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: Này Túc Bồ Đề, Bồ Tát khi tu sáu ba la mật nghĩ rằng tâm thế gian đều điên đảo, ta nếu không tập sức phương tiện thời không thể độ thoát chúng sinh khỏi vòng sinh tử, ta sẽ vì chúng sinh nên thực hành thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Bồ Tát ấy vì chúng sinh nên xả bỏ tài vật trong ngoài. Khi xả bỏ nghĩ rằng ta không xả bỏ gì. Vì sao? Vì tài vật ấy chắc chắn sẽ hư hoại. Bồ Tát suy nghĩ như vậy nên có thể đầy đủ thí ba la mật. Vì chúng sinh nên chọn không phá giới. Vì sao? Vì Bồ Tát nghĩ rằng ta vì chúng sinh mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu sát sinh là điều không nên. Cho đến ta vì chúng sinh mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nếu sinh tà kiến thời hoặc tham trước thanh văn bích chi Phật địa là điều không nên. Bồ Tát suy nghĩ như vậy là có thể đầy đủ giới ba la mật. Bồ Tát vì chúng sinh nên không sân giận, cho đến giận trong giây lát. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, ta nên làm lợi ích chúng sinh, cớ sao khởi tâm sân giận. Như vậy có thể đầy đủ nhẫn ba la mật. Bồ Tát vì chúng sinh
nên cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác thường không sinh tâm giải đãi. Tu như vậy có thể đầy đủ tinh tấn ba la mật Bồ Tát vì chúng sinh, nên cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác không sinh tâm tán loạn. Tu như vậy có thể đầy đủ thiên ba la mật Bồ Tát vì chúng sinh, nên cho đến khi được vô thượng chánh đẳng chánh giác chọn không lười trí tuệ. Vì sao? Vì trừ trí tuệ ra không thể có pháp gì độ thoát chúng sinh được. Tu như vậy có thể đầy đủ bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các ba la mật không sai biệt nhau, thời làm sao bát nhã ba la mật là đệ nhất tối thượng vi diệu đối với năm ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề: như vậy các ba la mật tuy không có sai khác, nếu không có bát nhã ba la mật, thời năm ba la mật không được gọi là ba la mật. Nhân nơi bát nhã ba la mật mà năm ba la mật kia được gọi là ba la mật, thì như các loài chim đủ màu sắc đến ở bên núi Tu Di đều đồng thành một sắc, năm ba la mật cũng như vậy, nhân nơi bát nhã ba la mật đạt đến trong nhất thiết trí thành một loại không khác, không phân biệt. Đây là thí ba la mật, đây là giới ba la mật, cho đến đây là bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì các ba la mật không có tự tính, vì do nhân duyên nên các ba la mật không có sai khác. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu theo thật nghĩa không có phân biệt, làm sao bát nhã ba la mật lại là tối thượng phi diệu đối với năm ba la mật? Phật dạy: như vậy Tu Bồ Đề, tuy theo thật nghĩa không có phân biệt, chỉ theo pháp thế tục nên nói thí ba la mật, giới ba la mật cho đến bát nhã ba la mật. Vì muốn độ chúng sinh khỏi vòng sinh tử, mà chúng sinh ấy thật chẳng sinh chẳng tử, chẳng khỏi chẳng thoái lui. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sinh không có gì của chính nó, vậy nên biết hết thảy pháp không có gì của chính nó. Do nhân duyên ấy nên bát nhã ba la mật tối thượng tối diệu đối với năm ba la mật. Thì như trong chúng người nữ của cõi Diêm Phù Đà, Ngọc Nữ Báu là đệ nhất tối thượng tối diệu, bát nhã ba la mật cũng vậy, là đệ nhất tối thượng tối diệu đối với năm ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vì ý gì mà Phật nói bát nhã ba la mật là tối thượng tối diệu? Phật bảo Tu Bồ Đề: vì bát nhã ba la mật đưa hết thảy thiện pháp đến trong nhất thiết trí, trú chỗ không trú. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật có thật pháp khả thủ khả xả chăng? Phật dạy: không, bát nhã ba la mật không có thật pháp khả thủ khả xả. Vì sao? Vì hết thảy pháp không thủ không xả. Bạch Đức Thế Tôn, bát nhã ba la mật không thủ không xả pháp gì? Phật dạy: bát nhã ba la mật không thủ không xả sắc, không thủ không xả thọ tưởng hành thức, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao không thủ sắc cho đến không thủ vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: nếu Bồ Tát không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là không thủ sắc cho đến không thủ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nếu không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm sao được tăng ích thiện căn? Thiện căn không tăng ích, thời làm sao đầy đủ các ba la mật? Nếu không đầy đủ các ba la mật, thời làm sao được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề: nếu Bồ Tát không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, khi ấy thiện căn được tăng ích, thiện căn tăng ích nên đầy đủ các ba la mật, các ba la mật đầy đủ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì sao? Vì khi không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì nên trong khi không nghĩ đến sắc cho đến không nghĩ đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật dạy: vì nghĩ đến thời đắm trước cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, không nghĩ đến thời không đắm trước. Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật không nên đắm trước gì. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật như vậy nên trú vào chỗ nào? Phật dạy: Bồ Tát tu như vậy không trú nơi sắc cho đến không trú nơi trí nhất thiết trụ. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì nên vậy không trú nơi sắc cho đến không trú nơi trí nhất thiết trụ? Không chấp trước nên không trú. Vì sao? Vì Bồ Tát ấy không thấy có pháp có thể chấp trước có thể thủ. Như vậy Bồ Tát do không trú không trước pháp tu bát nhã ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát nghĩ rằng nếu hành được như vậy, tu được như vậy là tu bát nhã ba la mật, ta này hành bát nhã ba la mật, tu bát nhã ba la mật, nếu chấp thủ tướng như vậy, thời xa lìa bát nhã ba la mật, nếu xa lìa bát nhã ba la mật, thời xa lìa thí ba la mật cho đến xa lìa trí nhất thiết trùng. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật không có chỗ trú trước, cũng không có người trú trước, vì tự tính không. Bồ Tát nếu còn chấp thủ tướng,
Thời thoái thất đối với bát nhã ba la mật. Nếu thoái thất bát nhã ba la mật, thời thoái thất vô thượng chánh đẳng chánh giác, không được Phật thọ ký, Bồ Tát lại nghĩ rằng, chú nơi bát nhã ba la mật có thể phát sinh thí ba la mật cho đến tâm đại bi. Nếu nghĩ như vậy, thời mất bát nhã ba la mật, mất bát nhã ba la mật, thời không thể phát sinh thí ba la mật cho đến tâm đại bi. Bồ Tát nếu lại nghĩ rằng, chư Phật biết các pháp không có tướng lãnh thọ nên được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát nếu diễn thuyết khai thị dạy bảo như vậy, thời mất bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì chư Phật đối với các pháp không có sở tri, không có sở đắc, cũng không có pháp khả thuyết, huống gì sẽ có sở đắc, thời không có lẽ đó. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu bát nhã ba la mật, làm sao không có lỗi lầm ấy? Phật dạy, nếu Bồ Tát tu bát nhã ba la mật nghĩ rằng, các pháp không có gì của chính nó, không thể chấp thủ, thời không có sở đắc. Nếu làm được như vậy là tu bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát đắm trước nơi pháp không có gì của chính nó, thời xa lìa bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì trong bát nhã ba la mật không có pháp chấp trước. Năm ba la mật, tùy chưa vào bát nhã, thời có sai khác. Khi đã vào bát nhã, thời không có sai khác. Như các vật có màu sắc khác nhau, nhưng khi đến núi Tu Di, thời cùng biến thành một màu, không được nói hết màu của các vật đều đồng. Cớ sao chỉ gọi riêng núi Tu Di là lớn? Thí ba la mật cũng như vậy, tuy không có sai khác, nhưng đều vì sức bát nhã, nên không được nói cớ sao chỉ xưng bát nhã là lớn. Tu Bồ Đề, tuy mong được Phật giải thích mà còn chưa hiểu rõ, lại đem việc khác để hỏi Phật. Nếu ở trong thật nghĩa không có sai khác, thời làm sao bát nhã lại tối thượng đối với năm ba la mật? Trước kia nói chưa được thánh đạo không, nay nói được thánh đạo không, thế nên nói là đệ nhất thật nghĩa. Thánh đạo đệ nhất thật nghĩa là rất đáng tin, trong ấy cũng không có sai khác. Phật hứa khả nói rằng như vậy, ta phân biệt nói sáu ba la mật đều là vì thế tục mà nói. Vì sao? Đối với người đời, không thể chỉ vì họ nói thật tướng các pháp, họ nghe rồi mê muội nên sinh nghi hối, do thế lấy đệ nhất nghĩa làm tâm và dùng ngôn ngữ thế tục để nói. Vì vậy phân biệt các ba la mật, giáo hóa chúng sinh thật không có pháp đều là không, không sinh không diệt, không thoái không khỏi, giác cũng như vậy. Thế nên bát nhã ba la mật tuy không mà có thể chỉ bày những việc như vậy, thì như ngọc nữ báu là đệ nhất tối thượng, tối diệu giữa chúng nữ nhân. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, Phật có ý gì mà thường nói bát nhã tối thượng? Khi nghe Tu Bồ Đề mỗi mỗi nói bát nhã và năm ba la mật không có gì sai khác, Phật cũng hứa khả rồi lại nói bát nhã là tối thượng. Phật dạy, bát nhã thủ hộ hết thảy thiện pháp, đưa đến chú trong nhất thiết trí, hết thảy pháp tuy không. Nếu không có bát nhã, thở hết thảy thiện pháp đều không thể đạt đến nhất thiết trí. Thiện pháp là năm ba la mật, 37 phẩm trợ đạo, đại từ đại bi, các pháp của Bồ Tát. Hỏi, nếu tu các pháp lành cũng có thể đến nhất thiết trí, cớ gì chỉ nói nhờ bát nhã mới được đến? Đáp, tùy có thiện pháp hòa hợp lại có thể phá phiền não, được vô thượng chánh đẳng chánh giác mà bát nhã đối với trong ấy có công sức lớn, thí như đại quân đánh địch mà chủ tướng được công danh. Lại có người nói các thiện pháp không có được bát nhã, thời không đến được nhất thiết trí. Bát nhã không có được các thiện pháp, thời chỉ có thể đến nhất thiết trí. Như kinh nói, ở nước Phật sư tử Lôi Âm có cây báu trang nghiêm, thường tuôn ra vô lượng pháp âm nói về hết thảy pháp rốt ráo không, không sinh không diệt. Nhân dân nước ấy sinh ra liền nghe pháp âm ấy, nên không khỏi tâm ác được vô sinh pháp nhẫn. Người như vậy, thời đâu có các công đức bố thí chỉ giới, cũng có người cuồng người say, theo Phật, theo tứ đế, tức thời được đạo. Những người không có trí tuệ tu các pháp khác như vậy cũng đắc đạo, không có lẽ ấy. Tu Bồ Đề hỏi Phật, bát nhã do giáo không, không lấy pháp thánh, không bỏ pháp phàm phu, cứ sao Phật nói bát nhã ấy có thể đưa đến chú trong nhất thiết trí? Phật hứa khả lời ấy và nói, như vậy, bát nhã ấy không lấy không bỏ, tuy nói lấy nhất thiết trí, nhưng vì không chấp thủ pháp nên lấy, nghĩa chú cũng như vậy. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, hết thảy pháp không có tướng chấp thủ, hết thảy pháp là sắc cho đến Bồ Đề. Pháp ấy hư dối từ nhân duyên sinh, không có tự tính, cho nên không lấy nên không bỏ, do không có ức niệm thủ tướng. Tu Bồ Đề thưa, nếu không ức niệm sắc, làm sao tăng trưởng căn lành không tăng trưởng, làm sao được vô thượng chánh đẳng chánh giác?
Phật đáp, nếu Bồ Tát diệt được ức niệm đối với hết thảy Pháp, tức là không vô tướng vô tác giải thoát. Giải thoát tức là thật tướng các Pháp, tuy có căn lành mà vì tâm chấp thủ tướng điên đảo nên không tăng trưởng. Thí như gieo lúa, lúa mà tuy tốt song vì cỏ rác nhiều nên không thể tăng trưởng. Trong đây nói nhân duyên, vì chúng sinh ức niệm nên sinh vào chỗ thiện bất thiện trong ba cõi. Nếu không có ức niệm thời không đắm trước, không đắm trước thời không sinh. Tu Bồ Đề theo Phật, theo Phật nghe xong suy nghĩ chủ lựa pháp ấy rốt ráo không, không có gì của chính nó. Nếu hành pháp ấy cũng có thể không có được gì, không có chỗ trú. Vì sao? Vì nhân quả giống nhau. Thế nên hỏi Phật, Bồ Tát nghĩ rằng tu Bát Nhã trú chỗ nào được cái gì? Phật đáp, không trú trong hết thảy pháp cho đến không, trong không trú cũng không trú. Không thủ tướng nên không đắm trước, không đắm trước nên không trú. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, Bồ Tát không thấy pháp có thể chấp trước, có thể trú, không thấy người chấp trước, người trú. Trong đây vì pháp khó phá nên chỉ nói không chấp trước pháp, không trú pháp, mà không nói người trú, người chấp trước. Này tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát trú nơi chúng sinh không, pháp không ấy nghĩ rằng ta tu được như vậy là lỗi và lìa. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là không chấp trước tướng, mà Bồ Tát ấy đem tầm chấp ngã bên ngoài trước không, bên trong trước ngã. Không như thật tu Bát Nhã nên nói xa lìa Bát Nhã. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật là không chấp tướng, vì tự tính không có vậy. Ở trên vì chấp không nên mất, nay vì phá không nên được Bát Nhã, nhưng lại chấp trước Bát Nhã không có tự tính nên lỗi. Vì lỗi nên không được thọ ký. Nếu nghĩ rằng trú trong Bát Nhã có thể sinh thí Ba La Mật cũng là như vậy. Hỏi, nhân duyên cả hai đều bị lỗi như trên nói có thể được, còn đây có gì bị lỗi? Đáp, cả hai đều bị lỗi trên. Vì chấp trước không, chấp trước vô tự tính, lại không thể tu thí Ba La Mật mà sinh tà kiến, nên nghĩ rằng nếu pháp hoàn toàn không thì tu hành cái gì? Người ấy vì chẳng chấp trước không, chẳng chấp trước vô tính nên tu hành thí Ba La Mật, nghĩ rằng có thể không chấp trước không, không chấp trước vô tính mà tu công đức ấy, ấy là chân đạo, cũng là bị lỗi vì tâm kia còn có chỗ hy vọng. Nếu mất Bát Nhã thời không thể tu thí Ba La Mật cho đến tầm đại bi. Vì sao? Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác là pháp chân thật. Bát Nhã Ba La Mật tương tự pháp ấy, các thiện pháp bố thí không tự tạo vì còn chấp thủ tướng. Nếu Bồ Tát tự ước tưởng phân biệt hết thảy pháp tướng không thể chấp thủ, thời chư Phật biết người ấy đã được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tướng không chấp thủ là rốt ráo không, không thể chấp thủ, vì các tướng diệt, cũng vì khai thị sẽ nói cho người khác nên mất Bát Nhã. Người ấy vì tâm cầu không nên lỗi, cầu vô tính cũng lỗi. Ta là người phàm phu sinh tử, các phiền não chưa sạch, làm sao đạt được? Chỉ theo lời Phật dạy, tự mình không phân biệt mà định tâm vì người khác nói, không chấp thủ hết thảy tướng là thật pháp, mỗi mỗi nhân duyên đem việc ấy khai thị giáo hóa ấy cũng là lỗi. Vì sao? Vì chư Phật đối với các pháp không có sở đắc, nghĩa không có gì chấp thủ cũng như vậy. Pháp không thể thủ tướng, cho đến danh từ giả còn không thể nói. Huống gì pháp có sở đắc, các pháp tướng tịch diệt, không có hí luận, hết thảy đường ngôn ngữ dứt bạc. Tu Bồ Đề nghĩ rằng, nếu không có lỗi, thời trong không không cũng có lỗi. Trong pháp không chấp thủ cũng có lỗi, nhưng không thể không có đạo. Nên này hỏi Phật, làm sao tu hành không có lỗi lầm ấy? Phật đáp, nếu Húc Bồ Tát biết các pháp rốt ráo không, không có gì của chính nó, không thể chấp thủ, pháp ấy không thể biết được. Tu hành như vậy thời không lỗi. Bồ Tát nếu chấp trước rốt ráo không, chấp trước vô tính, chấp trước đạo tu hành, Phật nói cả ba đều có lỗi. Bồ Tát nghe xong, thời bỏ tâm chấp trước, này còn chấp trước sở hành của Phật, chưa bỏ, như sở hành của Phật chắc chắn là chân đạo. Ta chỉ theo Phật tu hành, hết thảy pháp không có gì của chính nó, không chấp thủ tướng, thế nên là lỗi. Nay có thể như pháp sở đắc trong tâm Phật, pháp tướng như vậy, Phật cũng không có tâm sở đắc. Vì không có sở đắc nên không tham quý Phật, không khinh hèn kẻ khác, tâm kia bình đẳng đối với hết thảy chúng sinh. Đây lại hỏi, Bát Nhã thanh tịnh như vậy không có lỗi lầm, lìa tự tướng, không chấp trước, không lìa tự tướng tức có chấp trước. Nếu lìa tự tướng, làm sao có thể tu hành? Phật đáp, nếu Bồ Tát đối với các pháp chẳng sinh, ấy gọi là tu Bát Nhã. Bồ Tát ấy không nói sắc hoặc thường hoặc vô thường, không nói là sắc, sắc của ai là sắc, phá sắc, sắc của ai phá người. Sắc cho đến nhất thiết trùng cũng như vậy.
Nếu hướng pháp rốt ráo không, như vậy truy tìm không thể được, ấy là không thể sinh. Vì cớ sao? Vì pháp có tự tính, không thể sinh pháp có tự tính. Pháp không có tự tính, không thể sinh pháp không có tự tính. Và các điên đảo được nghị luận chân thật như vậy là đều do sức bát nhã ba la mật, các ba la mật khác đi theo. Thí như chuyển luân thánh vương đến đâu, bốn binh chủng theo nấy. Do phước của thánh vương nên bốn binh chủng đều có thể bay. Do sức bát nhã nên các pháp đều là thật tính, đồng đến Phật đạo. Lại nữa, thí như khéo điều khiển xe bốn ngựa không đi sai đường. Ngựa tuy có sức kéo xe, nếu không có người điều khiển, thời không thể đến được. Bố thí tuy có công đức quả báo, nếu không có bát nhã điều khiển, thời không thể đến Phật đạo. Mỗi mỗi thí dụ như vậy, năm ba la mật vào trong bát nhã ba la mật. Tuy không có sai biệt, nhưng vì việc ấy mà bát nhã là tối tôn tối diệu. Tu Bồ Đề nghe Phật mỗi mỗi nhân duyên nói bát nhã tối đại. Lại nghe nói không tu hành là tu hành bát nhã, thế nên hỏi Phật, thế nào là Bồ Tát Đạo, thế nào chẳng phải Bồ Tát Đạo? Phật đáp, nhị thừa chẳng phải Bồ Tát Đạo, tuy có kẻ phàm phu và các phiền não, chẳng phải Bồ Tát Đạo vì thô nên không nói. Còn hàng nhị thừa đồng tu hành không, đồng cầu niết bàn nên nói là chẳng phải Bồ Tát Đạo. Việc thô người ta không nghi, việc tế người ta nghi. Nhất thiết trí là Bồ Tát Đạo, ấy là trọng nhân nói quả. Tu Bồ Đề hoan hỷ tán thán bát nhã rằng, bát nhã ba la mật vì việc lớn nên sinh khởi, như trong kinh nói rộng, cho đến vì các pháp thường trú. Tu Bồ Đề gạn hỏi, nếu bát nhã không sinh không diệt, thời làm sao tu bố thí chỉ giới? Phật đáp, vì bát nhã không sinh không diệt tức là rốt ráo không. Vì rốt ráo không nên không trở ngại tu sáu ba la mật. Bồ Tát nghe mỗi mỗi nhân duyên tán thán nhất thiết trí, vì nhất thiết trí nên tu bố thí, vì độ chúng sinh nên hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Công đức của sáu ba la mật ấy an lập trong thật tướng các pháp mà hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy, Bồ Tát đầy đủ sáu ba la mật và các công đức từ bi, không điên đảo, có thiện căn chính hạnh. Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát nên làm sao tập hành sáu ba la mật? Phật đáp, Bồ Tát quán sát pháp. Quán sắc pháp không hợp không tán, sắc pháp do phiền não điên đảo hòa hợp nên hợp, do chính trí quan sát nên tán. Bồ Tát do lợi trí quan sát sâu xa thời không có pháp hợp, còn phiền não điên đảo hư dối nên chẳng phải hợp, như ở trước phá ô nhiễm và người ô nhiễm đã nói rõ. Thế nên Bồ Tát biết các pháp vốn không hợp nên cũng không tán, thời không sinh tâm cao ngạo. Lại nữa, Bồ Tát không nên nghĩ rằng ta do trí tuệ chân thật làm cho sắc pháp thanh tịnh mà an trú trong đó. Vì sao? Vì sắc pháp không có chỗ trú, như đất trú nơi nước, nước trú nơi gió, gió trú nơi không, không không có chỗ trú. Vì vốn không có chỗ trú nên hết thảy đều không trú. Bồ Tát nên như vậy trú trong pháp không trú mà được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong kinh này nói thí dụ, hạt giống là bát nhã ba la mật, quả là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hãy nên gieo hạt giống bát nhã, người là hành giả, nước là năm ba la mật. Như người khi tưới tẩm cây, tuy chưa thấy quả, nhưng thời tiết đến thời xe được. Thời tiết hòa hợp là đầy đủ các pháp. Như trong kinh tán thán bát nhã, nếu Bồ Tát muốn không làm theo kẻ khác, thời nên hiểu được thật tướng các pháp. Nếu người có tà kiến đi đến phá hoại thì giác tỉnh, mà không theo họ. Nếu muốn nghiêm tịnh cõi Phật, ngồi đạo tràng, truyền pháp luân, hãy nên học bát nhã. Tu Bồ Đề hỏi Phật, như lời Phật dạy, Bồ Tát nên học bát nhã, Phật dạy, ta dạy khiến học bát nhã. Tu Bồ Đề nghĩ rằng hết thảy pháp tướng bình đẳng, cớ gì chỉ dạy học bát nhã? Phật đáp, học bát nhã ấy đối với hết thảy pháp được tự tại, nên ta dạy học bát nhã. Bát nhã là tối đại đối với hết thảy pháp, như Phật là tối tôn giữa hết thảy chúng sinh. Lại như muôn sông biển cả là lớn, lại như trong kinh này nói ví dụ người bắn cung, nếu Bồ Tát có thể thực hành bát nhã tự tại đối với các pháp như vậy, thời ma hoặc ma dân không thể hơn được, huống gì người tăng thượng mạng và người tà kiến. Bồ Tát ấy được mười phương chư Phật hộ niệm. Trong kinh đây, Phật nói nếu Bồ Tát tu sáu ba la mật cũng không thể quán sáu ba la mật rút ráo không. Người như vậy có công phu lớn nên được chư Phật hộ niệm. Thí như dũng sĩ vào trận phá giặc mà không bị thương được vua hộ niệm, Bồ Tát cũng như vậy, phá giặc phiền não đầy đủ sáu ba la mật mà không đắm trước sáu ba la mật, thời được Phật hộ niệm. Không chấp thủ thọ tưởng hành thức của Bồ Tát ấy nên hộ niệm. Vì sao? Vì sắc thọ tưởng hành thức là pháp hư dối không thật. Chư Phật quán thân Bồ Tát ấy đúng như thật tướng nên hộ niệm. Tu Bồ Đề hoan hỷ thưa, Bồ Tát học nhiều cũng học pháp thế tục, cũng học đạo, cũng học ba la mật, cũng học rốt ráo không, cũng học khởi, cũng học diệt.
phàm phu thì học khởi không thể học diệt, thành văn học diệt không thể học khởi, còn Bồ Tát cũng học khởi cũng học diệt. Thế nên nói có nhiều sở học, pháp khởi diệt ấy như huyễn như mộng, rốt ráo không, nên thật không có học gì. Phật hứa khả lời ấy, tự nói nhân duyên, sở học của Bồ Tát đều không có sở đắc. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Phật nói pháp hoặc lược hoặc rộng Bồ Tát nên học, vì sao lại nói sở học đều không có sở đắc? Ý Tu Bồ Đề là, như Phật nói 84.000 pháp tu, 12 bộ loại kinh hoặc rộng hoặc lược là pháp sở học của ba thừa. Trong đây nói Bồ Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác nên học 6 ba la mật hoặc lược hoặc rộng. Học là nên thọ trì thân cận pháp ấy, đọc tụng suy nghĩ, quan sát đúng, cho đến vào vô tướng tam muội, tâm tâm số pháp, không hiện hành. Bồ Tát học được như vậy, thời biết được tướng rộng tướng lược của các pháp. Rộng là từ 84.000 pháp tu cho đến vô lượng thật pháp. Lược là cho đến tiểu phẩm kinh, một phẩm trong tiểu phẩm kinh, một đoạn trong một phẩm. Lại nữa, lược là biết các pháp hết thảy không vô tướng, vô tác, vô sinh, vô diệt. Rộng là các pháp phân biệt mỗi mỗi tướng như trong phẩm thiện tri thức ở sau sẽ nói. Tu Bồ Đề hỏi, làm sao Bồ Tát biết được tướng lược, tướng rộng của hết thảy các pháp? Phật đáp, nếu biết được các pháp như tướng, nghĩa là không sinh, không diệt, không trụ dị. Hỏi, nếu như là tướng một, tướng vô sinh, làm sao Bồ Tát phải biết như ấy, nên biết tướng chung, tướng riêng của các pháp? Tướng chung tức là tướng lược, tướng riêng tức là tướng rộng. Đáp, như là thật tướng của pháp thường trú không hoại, không theo các lối quán sát, Bồ Tát được như ấy, tức là phá các điên đạo vô minh tà kiến. Người ấy vì được thật pháp nên biết rõ ràng tướng chung tướng riêng của hết thảy pháp thế gian. Hàng phàm phu có mắt tuệ có bệnh, vì vô minh điên đạo che lấp nên không thể biết như thật. Hỏi, tướng thật pháp là không vô tướng vô tác, các trí bản dứt, làm sao nói được tướng như thật, biết rõ ràng tướng chung tướng riêng của các pháp? Đáp, trước ta đã đáp mà ông đối với như còn thủ tướng nên lại vấn nạn. Nếu ông biết như thầy không nên vấn nạn. Như ấy rốt ráo vô tướng nên không ngăn ngại biết tướng chung tướng riêng các pháp vì có mắt trí tuệ rõ ràng. Lại nữa, thí như người tuổi đã lớn mới biết việc làm của mình khi nhỏ đều là ngu si đáng cười. Bồ Tát cũng như vậy, từ trong thật tướng các pháp khởi lên rồi trở lại. Đối với sáu căn theo quả báo điên đảo, nghĩ đến cái vui tịch diệt giải thoát, mới biết những điều ưa đắm của sáu căn thế gian đều là hư dối, đáng bỏ. Ấy gọi là tướng chung. Và trong đó phân biệt bất tịnh có thượng trung hạ, phân biệt vô thường, khổ, không vô ngã cũng như vậy, cho đến 84.000 sai lầm. Lại nữa, biết như như pháp tính thật tế, nên cũng biết tướng chung tiếng riêng của các pháp. Nghĩa sai khác giữa nhiều nhiều pháp tính thật tế như trong phẩm đầu đã nói. Ở đây Phật nói chẳng phải biên tế là thật tế, chẳng phải biên tế là không có tướng có thể chấp thủ, không có pháp nhất định có thể chấp trước. Vì được pháp tính nên biết 18 tính của sắc đều là pháp tính. Tướng của pháp tính là Phật nói không phân, không chẳng phân. Không phân là không thể chỉ bày cái kia cái này, không có phân biệt, không có tướng, không có lượng. Không chẳng phân là không chấp trước vô tướng ấy, vô lượng là phá tướng, lượng, phá pháp tính, vì hai việc ngăn ngạ nên không thấy. Một là không thấy có tướng, có lượng, hai là thấy không tướng, không lượng. Có tướng, có lượng là thô, không tướng, không lượng là tế. Thế nên nói tướng của pháp tính không phân, không chẳng phân. Bồ Tát vào ba môn giải thoát, trú trong ba thật pháp là như như pháp tính thật tế. Thầy có thể chủ lượng, biết tướng chung tướng riêng của các pháp. Tu Bồ Đề nghe Phật đáp xong lại muốn hỏi Phật về các phương diện khác của vô lượng Phật pháp. Phật đáp, biết thảy pháp không hợp không tán, thời biết tướng chung tướng riêng của các pháp. Hỏi, mà thấy hai ngón tay có hợp có tán, vì sao nói không hợp không tán? Đáp, trước ta đã nói cái thấy của mắt thịt với trâu dê thấy không khác, không đáng tin. Lại nữa, bà đốt ra bọc thịt gọi là ngón tay không có pháp nhất định. Lại, giả sử có ngón tay cũng không thể hợp hết, chỉ hợp một phần, còn nhiều phần khác không hợp. Vì nhiều phần không hợp nên không được nói ngón tay hợp. Hỏi, một ít phần hợp nên gọi là hợp? Đáp, một ít phần thời không gọi là ngón tay, làm sao nói ngón tay hợp? Nếu nhiều phần không hợp thời không gọi là không hợp, cớ gì vì một ít mà lại gọi là hợp? Thế nên không được nói hai ngón tay hợp. Lại nữa, ngón tay với từng phần không khác, không một, tức là không có ngón tay, không có ngón tay nên không hợp. Ở trong môn phá
một khác, thời hoàn toàn không có hợp, như Phật nói trong đây. Hết thảy pháp, tự tính không có, tự tính không có nên tức là không có pháp. Không có pháp, thời làm sao có hợp, có tán. Tu Bồ Đề nghe Phật nói, như như pháp tính, thật tế, không hợp, không tán, biết tướng lược, tướng rộng. Thế nên Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, ấy gọi là lược nhiếp bát nhã ba la mật. Lược nhiếp là con đường an ổn nên các Bồ Tát nên học. Hết cuốn 82 theo bản Hán. Cuốn 83 kinh Bạch Đức Thế Tôn, môn lược nhiếp bát nhã ấy hạng lợi căn Bồ Tát có thể ngộ nhập. Phật dạy, độn căn Bồ Tát cũng có thể ngộ nhập, trung căn Bồ Tát, tán tâm Bồ Tát cũng có thể ngộ nhập. Môn ấy vô ngại, nếu Bồ Tát nhất tâm học đều vào được. Người giải đãi thiếu tinh tấn, vọng niệm, loạn tâm không thể vào được. Người tinh tấn không giải đãi chánh niệm nhiếp tâm có thể vào. Người muốn trú địa vị bất thoái chuyển, muốn mau đến trí nhất thiết trùng có thể vào. Bồ Tát nên học như Bát Nhã Ba La Mật đã dạy, cho đến nên học như Thí Ba La Mật đã dạy. Bồ Tát ấy sẽ được nhất thiết trí. Bồ Tát tu Bát Nhã Ba La Mật, các ma sự muốn khởi lên liền dứt. Vì vậy nên Bồ Tát muốn được sức phương tiện, hãy tu Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát hành như vậy, tập như vậy, tu như vậy, Bát Nhã Ba La Mật, khi ấy chư Phật hiện tại trong vô lượng vô số quốc độ, nghĩ đến vị Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật ấy. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã phát sinh chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại. Vì vậy nên Bồ Tát nên suy nghĩ như vậy, pháp của chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại chứng được, ta cũng sẽ được. Như vậy Bồ Tát nên tập Bát Nhã Ba La Mật. Nếu tập Bát Nhã Ba La Mật như vậy, mau được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì vậy nên Bồ Tát thường nên không xa lìa nhất thiết trí. Nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy, cho đến trong khoảnh khắc gảy móng tay, phước đức của Bồ Tát ấy rất nhiều. Nếu có người dạy cho chúng sinh trong 3.000 đại thiên thế giới tự ý bố thí trì giới thiền định trí tuệ, dạy khiến được giải thoát trì kiến, dạy khiến được quả tu Đà Hoàn cho đến A La Hán đạo bích chi Phật, không bằng vị Bồ Tát ấy tu Bát Nhã trong khoảnh khắc gảy móng tay. Vì sao? Vì từ trong Bát Nhã sinh ra bố thí trì giới thiền định trí tuệ, quả tu Đà Hoàn cho đến đạo bích chi Phật. Mười phương chư Phật hiện tại cũng từ trong Bát Nhã sinh, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai cũng từ trong Bát Nhã sinh. Lại nữa, tu Bồ Đề, Bồ Tát nên nghĩ tới nhất thiết trí tu Bát Nhã Ba La Mật, hoặc trong giây lát, hoặc nửa ngày, hoặc một tháng, hoặc trăm ngày, hoặc một năm, hoặc trăm năm, hoặc một kiếp, trăm kiếp, cho đến vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Phước đức của Bồ Tát tu Bát Nhã ấy rất nhiều, hơn dạy cho chúng sinh trong mười phương hằng hà xa số thế giới bố thí trì giới thiền định trí tuệ giải thoát tri kiến, hơn dạy khiến được quả tu Đà Hoàn cho đến đạo bích chi Phật. Vì sao? Vì chư Phật từ trong Bát Nhã sinh, dạy bố thí trì giới thiền định trí tuệ giải thoát tri kiến, tu Bồ Đề quả cho đến đạo bích chi Phật. Nếu có Bồ Tát an trú như Bát Nhã dạy, nên biết Bồ Tát ấy là vị bất thoái chuyển được Phật hộ niệm, thành tựu sức phương tiện như vậy, nên biết Bồ Tát ấy thân cận cúng dường vô lượng ngàn vạn đức Phật, gieo trồng căn lành, đi theo thiện trí thức lâu ngày, tu 6 ba la mật, lâu ngày tu 18 không 4 niệm xứ, cho đến 8 phần thánh đạo, 10 lực của Phật cho đến trí nhất thiết trùng, nên biết Bồ Tát ấy ở địa vị làm con của đấng Pháp Vương, đầy đủ thiện nguyện, thường không lìa Phật, không lìa các căn lành, từ một cõi Phật đến một cõi Phật, nên biết Bồ Tát ấy có biện tài vô tận, đầy đủ đà la ni, đầy đủ sắc thân, đầy đủ sự thọ ký, nên vì chúng sinh mà thọ thân, nên biết Bồ Tát ấy khéo biết môn văn tự, khéo biết chẳng phải môn văn tự, khéo nói, khéo chẳng nói, khéo nói một lời, khéo nói hai lời, khéo nói nhiều lời, khéo biết người nam nói, khéo biết người nữ nói, khéo biết sắc cho đến thức, khéo biết tính thế gian, khéo biết tính niết bàn, khéo biết tướng pháp, khéo biết tướng hữu vi, khéo biết tướng vô vi, khéo biết pháp có, khéo biết pháp không, khéo biết tự tính, khéo biết tha tính, khéo biết pháp hợp, khéo biết pháp tán, khéo biết pháp tương ưng, khéo biết pháp không tương ưng, khéo biết như, khéo biết chẳng như, khéo biết pháp tính, khéo biết pháp vị, khéo biết duyên, khéo biết vô duyên, khéo biết ấm, khéo biết giới, khéo biết nhập, khéo biết bốn đế, khéo biết 12 nhân duyên, khéo biết thiền, khéo biết 6 ba la mật, khéo biết bốn niệm xứ, cho đến khéo biết trí nhất thiết chủng, khéo biết tính hữu vi, khéo biết tính vô vi, khéo biết tính có, khéo biết tính không, khéo biết quán sắc, khéo biết quán thọ tưởng hành thức, cho đến khéo biết quán trí nhất thiết chủng, khéo biết sắc, sắc tướng không, khéo biết thọ tưởng hành thức, thức tướng không,
cho đến khéo biết bồ đề tứ không, khéo biết đạo xả bỏ, khéo biết đạo không xả bỏ, khéo biết sinh, khéo biết diệt, khéo biết trụ gì, khéo biết dục, khéo biết sân, khéo biết si, khéo biết không dục, khéo biết không sân, khéo biết không si, khéo biết thấy, khéo biết chẳng thấy, khéo biết tà kiến, khéo biết chánh kiến, khéo biết hết thảy kiến, khéo biết danh, khéo biết sắc, khéo biết danh sắc, khéo biết nhân duyên, khéo biết tăng thượng duyên, khéo biết hành tướng, khéo biết khổ, khéo biết tập, khéo biết diệt, khéo biết đạo, khéo biết địa ngục, khéo biết ngạ quỷ, khéo biết súc sinh, khéo biết người, khéo biết trời, khéo biết cõi địa ngục, khéo biết cõi ngạ quỷ, khéo biết cõi súc sinh, khéo biết cõi người, khéo biết cõi trời, khéo biết tu đà hoàn, khéo biết quả tu đà hoàn, khéo biết đạo tu đà hoàn, khéo biết tu đà hoàn, khéo biết quả tu đà hoàn, khéo biết đạo tu đà hoàn, khéo biết a na hàm, khéo biết quả a na hàm, khéo biết đạo a na hàm, khéo biết a la hán, khéo biết quả a la hán, khéo biết đạo a la hán, khéo biết bích chi phật, khéo biết quả bích chi phật, khéo biết đạo bích chi phật, khéo biết phật, khéo biết trí nhất thiết chủng, khéo biết đạo trí nhất thiết chủng, khéo biết các căn, khéo biết các căn đầy đủ, khéo biết tuệ, khéo biết tật tuệ, khéo biết tuệ có lực, khéo biết tuệ lanh lợi, khéo biết tuệ xuất ly, khéo biết thông đạt, khéo biết tuệ rộng lớn, khéo biết tuệ thâm sâu, khéo biết tuệ lớn, khéo biết tuệ vô đẳng, khéo biết tuệ như thật, khéo biết đời quá khứ, khéo biết đời vị lai, khéo biết đời hiện tại, khéo biết phương tiện, khéo biết đời chúng sinh, khéo biết tâm, khéo biết tâm sâu xa, khéo biết nghĩa, khéo biết lời nói, khéo biết phân biệt ba thừa. Này tu Bồ Đề, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật, sinh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật được các lợi ích như vậy. Luận ý tu Bồ Đề nghĩ rằng, do bốn cửa đi vào tuy an ổn, song vì rất sâu xa, nên chỉ kẻ lợi căn mới vào được. Phật đáp, không ai không vào được. Tu Bồ Đề hiểu, chỉ người có lợi căn trí tuệ vào được. Còn ý Phật thì người chỉ có nhất tâm tinh tấn muốn học đều có thể vào được. Thí như lúc nóng bức gặp ao nước trong mát, người có mắt có chân đều có thể vào. Còn người tuy ở gần mà không muốn vào thời không vào. Bốn cửa vào ao Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Bốn phương chúng sinh có ngăn ngại gì? Người không giải đãi là người chánh tinh tấn, người không vọng niệm là người có chánh niệm, người không loạn tâm là người có chánh định. Bốn cửa như vậy là chánh kiến an trú là giới hạnh. Tám thánh đạo ấy có thể được Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề là người tiểu thừa trí mỏng nên chỉ nói người lợi căn mới vào được. Còn Phật đại thừa trí lớn nên nói tùy hàng trung căn, độn căn mà tu tập tám pháp cũng có thể vào bốn cửa ấy. Trong đây, Phật vì tâm đại bi nên nói hàng trung căn, độn căn đều có thể vào được. Nếu Bồ Tát học sáu ba la mật, như Bát Nhã đã nói, thời không bao lâu sẽ được nhất thiết trí. Như trong pháp thanh văn, không chỉ do chánh kiến đắc đạo, mà còn do cả tám thánh đạo hợp thành. Pháp đại thừa cũng như vậy, không chỉ học Bát Nhã được nhất thiết trí, mà còn phải hợp với năm ba la mật kia mới được. Thế nên nói Bồ Tát đúng như Bát Nhã đã nói, nên học được trí nhất thiết chủng. Hỏi, ở trên chỉ nói Bát Nhã hay đưa đến trí nhất thiết chủng? Này cớ sao lại nói hợp cùng với năm ba la mật mới được đến? Đáp, thường nói hợp cùng sáu ba la mật nên được đến, hoặc có khi ở cõi Phật thanh tịnh chỉ nghe thật tướng là đến được nhất thiết trí, không cần thứ lớp tu các ba la mật. Trong đề nói Bồ Tát được nhất thiết trí thời chỉ do công của Bát Nhã là đủ, nên nay chỉ tán thán thế lực của người tu Bát Nhã. Như trong kinh này nói, Bồ Tát hành Bát Nhã thời ma sự có khởi lên liền dứt. Từ trên kia chư Phật hộ niệm cho đến đây đều là tán thán công đức Bồ Tát hành Bát Nhã cho đến khéo phân biệt, khéo biết ba thừa. Khéo biết môn văn tự là như đã nói trong văn tự Đà La Ni, môn chẳng văn tự là như như pháp tính thật tế trong đó không có văn tự. Nói lược là Bồ Tát có được phước đức vô lượng nên khéo biết hai pháp và thế gian và niết bàn. Nếu muốn mất niết bàn, thầy trở lại nghĩ đến thế gian, tu tập các phước đức nên khéo biết chữ, phá điên đảo đối với phước đức nên khéo biết chẳng phải có chữ. Lời nói chẳng phải lời nói cũng như vậy. Một lời nói là do một lời nói có thể phân biệt nhiều ít, lời nói trong sạch, lời nói không trong sạch. Một lời, hai lời, nhiều lời, trai nói, gái nói, âm thanh khác nhau. Bồ Tát khéo biết việc ấy nên hàng phục các tà đạo và các kẻ hiếu thắng. Khéo biết sắc cho đến thức hai tướng hoặc thường hoặc vô thường như trước nói. Khéo biết đạo xả bỏ là Bồ Tát từ một địa đến một địa. Xả bỏ địa dưới không yêu, được địa trên không tham.
Đạo chẳng xả bỏ là trú trong địa ấy không bỏ, tà kiến tiếp thế gian trái kiến, hết thảy kiến, các kiến học vô học. Hành là 16 hành, khéo biết tu đà hoàn là khéo biết người. Đạo tu đà hoàn là kiến đế đạo, quả tu đà hoàn là tâm tâm số pháp thứ 16 và vô lậu giới cho đến Phật cũng như vậy. Khéo biết các căn là khéo phân biệt 22 căn, có thể nói xem chúng sinh có thể độ căn có lợi độ. Người đầy đủ căn có thể độ, người không đầy đủ căn chưa thể độ. Lại, Bồ Tát cũng tự biết căn lành đầy đủ, không đầy đủ, như chim con tự biết lông cánh đầy đủ mới có thể bay. Tuệ là tướng chung của hết thảy trí tuệ, tật tuệ là mau biết các pháp. Có người tuy mau mà trí lực không mạnh, như ngựa tuy chạy mau mà sức yếu. Có người tuy mạnh mà trí lực không lanh, thí như búa đùi, có tuy có sức mạnh mà không thể chặt cây. Tuệ ra khỏi ở trong các vấn nạn có thể tự ra khỏi, cũng có thể ở trong các phiền não tự ra khỏi, cũng có thể ở trong các phiền não tự ra khỏi ba cõi mà vào niết bàn. Tuệ thông đạt là rốt ráo thông suốt Phật pháp, cho đến lậu hoặc dứt sạch được niết bàn và các pháp để đi vào pháp tính. Tuệ rộng lớn là các kinh sách luận nghị giữ hết đời và đạo, không có trong pháp mà có thể biết hết. Tuệ thâm sâu là quán hết thảy pháp vô tướng không ngại, không thể nghĩ nghỉ. Trí tuệ sâu của thế gian là có thể biết việc lâu xa, việc trong lợi có suy, trong suy có lợi. Tuệ lớn là tổng quát các tuệ trên gọi là lớn. Lại, trong hết thảy chúng sinh, Phật là lớn. Trong hết thảy pháp, Bát Nhã là lớn. Biết Phật và tin pháp cùng với đại pháp hòa hợp nên gọi là lớn. Tuệ vô đẳng là ở trong Bát Nhã mà không chấp trước Bát Nhã và sâu được như vậy. Không còn pháp gì có thể ví dụ nên gọi là vô đẳng. Lại nữa, Bồ Tát dần dần hành đạo, đạt đến tính không thể nghĩ nghỉ, không có gì sánh bằng nên gọi là vô đẳng. Tuệ như thật là như ngọc như ý, không có màu sắc nhất định, tùy theo vật đối hiện trước nó mà biến màu. Bát Nhã cũng như vậy, không có tướng nhất định, chỉ tùy theo các pháp hành. Lại, như ngọc như ý, tùy ước nguyện đều đạt được. Bát Nhã cũng như vậy, người thực hành Bát Nhã có thể đạt ước nguyện thành Phật, huống gì các ước nguyện khác. Quá khứ đã diệt, vị lai chưa sinh, không được nói rằng có, không được nói rằng không. Hành được thật tướng trong đó, ấy gọi là khéo biết. Pháp hiện tại niệm niệm sinh diệt, không thể biết mà có thể thông đạt, ấy gọi là khéo biết đời hiện tại. Phương tiện là muốn thành tựu công việc, phải có đầy đủ nhân duyên nhiều ít thích hợp, không bị sai lạc mới được. Như Bồ Tát tuy tập hành không, mà không chứng thật tế, tuy tập hành phước đức cũng không đắm trước. Đợi chúng sinh là như khách buồn đại tướng, tùy cưỡi ngựa nhanh, có thể mau đến nơi, song cố đợi mọi người. Bồ Tát cũng như vậy, cưỡi ngựa tại trí tuệ, tùy có thể mau vào niết bàn, cũng đợi chúng sinh nên không vào. Khéo biết tầm thiện ác của chúng sinh, tầm sâu xa là hiện tại tùy ác nhưng vốn nó là thiện. Như cha mẹ đánh con bên ngoài ác mà bên trong thiện. Như Phật độ tràng ương quật ma la, biết nó tầm hiện ra bên ngoài tùy ác mà thâm tầm thật thiện. Bồ Tát quán xét chúng sinh đủ năm thiện căn tín tấn niệm định tuệ từ trong tâm sâu xa đi đến, khi ấy có thể độ được. Nghĩa có hai, cũng chỉ pháp cũng chỉ tên, ngữ là lời nói, dùng danh từ để gọi vật, được nghĩa vô ngại, pháp vô ngại nên gọi là khéo biết nghĩa. Được từ vô ngại, vui nói vô ngại nên gọi là khéo biết nghĩa. Bồ Tát có hai việc khéo biết ấy, có thể đem pháp ba thừa độ chúng sinh, ấy gọi là khéo biết phân biệt ba thừa. Như vậy vì khó hiểu nên nói, còn điều dễ hiểu không nói. Hỏi cớ sao trước nói khéo biết sắc cho đến thức, sau mới nói khéo biết ấm giới nhập. Cớ sao trước nói khéo biết duyên, sau mới khéo biết nhân duyên. Thứ đệ duyên, duyên duyên, tăng thượng duyên. Đáp, trước nói rộng sau nói lược. Lại có người nói, trước nói ngũ uẩn có ba thứ, thiện bất thiện và vô ký. Giới uẩn định uẩn cũng gọi là năm uẩn. Duyên trước nói lược sau nói rộng. Giải thích phẩm ba tuệ thứ 70. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào hành Bát Nhã Ba La Mật, sinh Bát Nhã Ba La Mật, tu Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Vì sắc tịch diệt, vì sắc không, vì sắc hư dối, vì sắc không chắc thật nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Như ông hỏi làm thế nào sinh Bát Nhã Ba La Mật? Vì như hư không sinh nên sinh Bát Nhã Ba La Mật. Như ông hỏi làm thế nào tu Bát Nhã Ba La Mật? Từ các pháp phá hoại nên tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề thưa: Bạch Đức Thế Tôn hành Bát Nhã Ba La Mật, sinh Bát Nhã Ba La Mật.
Tu Bát Nhã Ba La Mật trải qua bao nhiêu thời gian, Phật dạy từ khi mới phát tâm cho đến khi ngồi đạo tràng, nên hành, nên sinh, nên Tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tâm thứ lớp có thể hành Bát Nhã Ba La Mật. Phật dạy thường không bỏ tâm nhất thiết trí, không để các niệm khác xen vào, là hành Bát Nhã Ba La Mật, là sinh Bát Nhã Ba La Mật, là Tu Bát Nhã Ba La Mật. Nếu tâm số pháp không hiện hành, là hành Bát Nhã Ba La Mật, là sinh Bát Nhã Ba La Mật, là Tu Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát Tu Bát Nhã Ba La Mật sẽ được nhất thiết trí chăng? Phật dạy được. Bạch Đức Thế Tôn, không Tu Bát Nhã Ba La Mật được nhất thiết trí chăng? Phật dạy không. Bạch Đức Thế Tôn, tu và không tu được nhất thiết trí chăng? Phật dạy không. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải tu, chẳng phải không tu được nhất thiết trí chăng? Phật dạy không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không như vậy thì làm sao sẽ được nhất thiết trí? Phật dạy, Bồ Tát được nhất thiết trí như tướng như. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao như tướng như? Như thật tế, làm sao như thật tế? Như pháp tính, làm sao như pháp tính? Như ngã tính, chúng sinh tính, thọ mạng tính. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là ngã tính, chúng sinh tính, thọ mạng tính? Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ngã, chúng sinh, thọ mạng có thể có được chăng? Tu Bồ Đề thưa, không thể có được. Phật dạy, nếu ngã, chúng sinh, thọ mạng không thể có được, làm sao nói có ngã tính, chúng sinh tính, thọ mạng tính? Nếu trong Bát Nhã không nói có hết thảy pháp sẽ được trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề thưa, chỉ Bát Nhã là không thể nói, hay thiền Ba La Mật cho đến thí Ba La Mật cũng không thể nói? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bát Nhã không thể nói, bố thí cho đến hết thảy pháp, hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc thành văn hoặc bích chi Phật, hoặc Bồ Tát hoặc Phật cũng không thể nói. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không thể nói, làm sao nói đó là địa ngục, là súc sinh, là ngạ quỷ, là người, là trời, là Tu Đà Hoàn, là Tư Đà Hàm, là A Na Hàm, là A La Hán, là bích chi Phật, là chư Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Danh tử chúng sinh ấy thật có thể có được chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không thể có được. Phật dạy, nếu chúng sinh không thể có được, làm sao nói có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, trời, Tu Đà Hoàn cho đến Phật? Như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật nên học hết thảy pháp không thể nói. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát khi học Bát Nhã Ba La Mật nên học sắc thọ tưởng hành thức cho đến nên học trí nhất thiết chủng. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi học Bát Nhã Ba La Mật nên học sắc không thêm không bớt cho đến nên học trí nhất thiết chủng không thêm không bớt. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, làm sao học sắc không thêm không bớt cho đến học trí nhất thiết chủng không thêm không bớt? Phật dạy, vì không sinh không diệt nên học. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao gọi là không sinh không diệt nên học? Phật dạy, không khởi không làm các hành nghiệp, hoặc có hoặc không. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao không khởi không làm các hành nghiệp, hoặc có hoặc không? Phật dạy, quán các pháp tự tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao nên quán các pháp tự tướng không? Phật dạy, nên quán sắc, sắc tướng không, nên quán thọ tưởng hành thức, thức tướng không, nên quán mắt, tướng mắt không, cho đến ý sắc, cho đến pháp. Nhãn thức giới cho đến ý thức giới, tướng ý thức giới không, nên quán nội không, tướng nội không, không, cho đến nên quán tự tướng không, tướng tự tướng không, không, nên quán bốn thiền, tướng bốn thiền không, cho đến diệt thọ tưởng định, tướng diệt thọ tưởng định, nên quán bốn niệm xứ, tướng bốn niệm xứ không, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác không. Như vậy, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật nên hành các pháp tự tướng không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sắc, sắc tướng không, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác không, làm sao Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, không hành là hành Bát Nhã Ba La Mật. Bạch Đức Thế Tôn, làm sao không hành là hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, Bát Nhã Ba La Mật không thể có được, Bồ Tát không thể có được, hành cũng không thể có được, người hành, pháp hành, chỗ hành cũng không thể có được. Đấy gọi là Bồ Tát hành không hành Bát Nhã Ba La Mật, vì hết thảy hỷ luận không thể có được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không hành là hành Bát Nhã Ba La Mật, vậy Bồ Tát khi mới phát tâm làm sao hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây nên học không, không có sở đắc. Bồ Tát ấy dùng không có sở đắc nên bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, vì không có sở đắc nên tu trí tuệ, cho đến trí nhất thiết chủng cũng như vậy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là có sở đắc, thế nào gọi là không có sở đắc? Phật bảo Tu Bồ Đề,
có hai là có sở đắc, không có hai là không có sở đắc. Bạch Đức Thế Tôn, hai cái gì là có sở đắc, không hai cái gì gọi là không có sở đắc? Phật dạy, mắt và sắc là hai, cho đến ý và pháp là hai, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác và Phật là hai, ấy gọi là hai. Bạch Đức Thế Tôn, không có sở đắc, từ trong có sở đắc hay không có sở đắc? Từ trong không có sở đắc. Phật dạy, không có sở đắc chẳng từ trong có sở đắc, không có sở đắc chẳng từ trong không có sở đắc. Này Tu Bồ Đề, có sở đắc không có sở đắc, bình đẳng ấy gọi là không có sở đắc. Như vậy Bồ Tát đối với có sở đắc không có sở đắc bình đẳng ấy nên học. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát học Bát Nhã như vậy gọi là người không có sở đắc, không có lỗi lầm. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật không hành có sở đắc, không hành không sở đắc, làm sao từ một địa đến một địa được trí nhất thiết chủng? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật không trú trong có sở đắc từ một địa đến một địa, vì sao? Vì trú trong có sở đắc, thầy không thể từ một địa đến một địa. Vì sao? Vì vô sở đắc là tướng Bát Nhã Ba La Mật, vô sở đắc là tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô sở đắc cũng là tướng người hành Bát Nhã Ba La Mật. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bát Nhã không thể có được, cũng không thể có được, người hành Bát Nhã cũng không thể có được, làm sao Bồ Tát phân biệt được các pháp tướng là sắc, là thọ tưởng hành thức, cho đến là vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật không thủ đắc sắc, không thủ đắc thọ tưởng hành thức, cho đến không thủ đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật sắc không thể có được, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác không thể có được, làm sao đầy đủ thí Ba La Mật cho đến đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật để vào pháp vị, và rồi làm nghiêm tịnh cõi Phật, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng rồi chuyển bánh xe pháp, làm Phật sự độ chúng sinh khỏi vòng sinh tử? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát không vì sắc nên hành Bát Nhã Ba La Mật, cho đến không vì vô thượng chánh đẳng chánh giác nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát vì việc gì nên hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy, không vì việc gì nên hành Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì hết thảy pháp không có làm gì, Bát Nhã Ba La Mật cũng không có làm gì, vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng không có làm gì, Bồ Tát cũng không có làm gì. Như vậy Bồ Tát nên hành Bát Nhã Ba La Mật không có làm gì. Luận: Người nghe nghe tán thán công đức Bát Nhã, khéo biết hết mọi việc mà yêu quý Bát Nhã, dùng phương tiện muốn được. Tu Bồ Đề biết ý mọi người nên hỏi Phật: Làm sao hành Bát Nhã, làm sao sinh, làm sao tu? Có người nói: Hành là ở địa vị cản tuệ, sinh là ở địa vị được vô sinh nhẫn, tu là sau địa vị vô sinh nhẫn, do thiền Ba La Mật quân tu Bát Nhã. Phật đáp: Nam uẩn là nơi tâm thế gian hiện hành trói buộc, niết bàn là tướng tịch diệt. Bồ Tát do sức trí tuệ Bát Nhã thông lợi nên có thể phá Nam uẩn, thông đạt làm cho không, tức là tướng niết bàn tịch diệt. Từ tịch diệt khởi xuất chúng trong sáu căn, trở lại nghĩ tới tướng tịch diệt, biết các pháp đều không, hư dối không chắc thật, ấy gọi là Bát Nhã. Hành Bát Nhã không có định tướng nên không được nói hoặc có hoặc không, vì đường nói năng dứt bạt, không như hư không, thế nên nói như hư không sinh là như hư không. Trong hư không không có pháp sinh, hư không cũng không thể có sinh gì. Vì sao? Vì hư không không có pháp, không có hình, không có xúc chạm, không có tướng tạo tác. Bát Nhã cũng như vậy. Lại có người nói: Có hư không chỉ vì nó là pháp thường, không có tạo tác nên không sinh, ấy là định tướng của hư không. Trong Đại Thừa, hư không là không có thật pháp, không được nói nó thường, không được nói nó vô thường, không được nói có, không được nói không, không được nói chẳng phải có, chẳng phải không, dứt hết hí luận, không nhiễm, không trước, cũng không có văn tự. Bát Nhã cũng như vậy, hai quán thế gian tựa như hư không, ấy gọi là sinh Bát Nhã Bà La Mật. Bồ Tát được Bát Nhã rồi vào sâu thiền định, do sức quán, do sức Bát Nhã nên quán và duyên của thiền định đều phá hoại. Vì sao? Vì Bát Nhã giả bỏ hết thảy pháp không trước tướng, ấy gọi là tu Bát Nhã Bà La Mật. Người nghe nghĩ rằng hết thảy pháp đều có thời tiết, thế nên Tu Bồ Đề hỏi: Hành Bát Nhã phải trải qua bao nhiêu thời gian? Phật đáp: Từ khi mới phát tâm tu cho đến khi ngồi đạo tràng. Hỏi: Bồ Tát từ khi mới phát tâm nên tu 10 địa, 6 Ba La Mật, 37 phẩm trợ đạo, hết thảy thiện pháp, cớ sao chỉ nói hành Bát Nhã? Đáp: Tu Bồ Đề chỉ hỏi Bát Nhã nên Phật chỉ đáp hành Bát Nhã. Lại: Hết thảy pháp đều hòa hợp với Bát Nhã, vì Bát Nhã lớn nên không nói các pháp khác.
Hỏi Bát Nhã vô lượng vô hạn, cớ gì lấy việc ngồi đạo tràng làm giới hạn? Đáp, trước đã đáp, Bát Nhã khi đến trong tâm Phật, chuyển lại gọi là nhất thiết trí. Lý tuy một mà danh tử đã đổi, nên nó hy sinh tù cho đến khi ngồi đạo tràng. Bồ Tát đến đạo tràng từ khi phát tâm lại đây, những pháp tu được đều xả bỏ, được vô ngại giải thoát nên thông suốt cả ba đời. Hỏi, trong khoảnh khắc gảy móng tay gồm có 60 niệm, niệm niệm sinh diệt, làm sao một tâm có thể thưởng niệm nhất thiết trí không để cho niệm khác xen vào? Đáp, tâm có hai thứ, một là tâm niệm niệm sinh diệt, hai là tâm thứ lớp nối nhau sinh, chung gọi là một tâm. Vì thứ lớp nói nhau sinh nên tuy có nhiều mà gọi là một tâm, khi ấy không để cho tâm tham, giận tiếp tục xen vào. Vì sao? Vì tâm tham giận trụ lâu thì có thể làm chướng ngại Bát Nhã, niệm ít thời không hại. Đây là vì hàng Bồ Tát mới phát tâm mà nói. Lại có đại Bồ Tát tùy hành các thiện pháp khác mà đều hòa hợp với Bát Nhã nên có thể làm cho trong mỗi niệm các tâm khác không xen vào. Bồ Tát phần nhiều đối với Bát Nhã khởi lên các hí luận và các tà kiến, nên Phật dạy thường nghĩ đến nhất thiết trí, đừng để các tâm khác xen vào. Thường nghĩ đến là tâm không hướng đến chỗ khác, giả sử chết đến bên mình cũng không quên nhất thiết trí. Tướng tu hành Bát Nhã là không hành theo tâm tầm số pháp. Hỏi, người phàm phu vào vô tưởng định hoặc sinh cõi trời vô tưởng, bậc thánh nhân trú ở hữu dư niết bàn, vào diệt tận định, hết thảy thánh nhân vào hữu dư niết bàn, tâm tâm số pháp đều không hiện hành. Tâm tâm số pháp không hiện hành, thời khi Bồ Tát hành Bát Nhã, làm sao tâm tâm số pháp không hiện hành? Đáp, việc ấy trong A Tỳ Đàm nói chứ không phải nghĩa của Đại Thừa. Tiểu Thừa, Đại Thừa sai khác như trước nói, thế nên không nên đem A Tỳ Đàm nạn hỏi Đại Thừa. Lại nữa, trong tam muội vô tướng, các tướng sắc diệt nên gọi là vô tướng, vì vô tướng nên không nên sinh tâm tâm số pháp, đây cũng chẳng phải là vô tưởng định, diệt tận định. Hỏi, nghĩa vô tướng như Phật mỗi mỗi nói, hoặc gọi là kiến đế đạo, hoặc tín hành pháp hành là vô tướng, người cho là mau hoặc nói định vô sắc vì tưởng vi tế khó biết nên cũng gọi là vô tướng, hoặc trong ba môn giải thoát duyên niết bàn nên gọi là vô tướng. Thế nên không được nói chỉ vì vô tướng nên gọi là tâm tâm số pháp không hiện hành, cho đến vì duyên niết bàn vô tướng, tâm tâm số pháp không diệt, huống gì duyên pháp hữu tướng. Đáp, trong kiến đế đạo, trong định vô sắc nói vô tướng có thể được. Nếu nói duyên niết bàn vô tướng thời không đúng. Phật thường tán thán niết bàn vô tướng vô lượng không thể nghĩ gì, tức là pháp vô tướng vô duyên, ông làm sao nói duyên niết bàn? Hỏi, diệt tướng nam tướng nữ nên gọi là vô tướng chứ không nói không có tướng niết bàn, hành giả thụ tướng niết bàn ấy sinh tâm tâm số pháp gọi là duyên. Đáp, Phật nói hết thảy pháp hữu vi sinh đều là lưới ma hư dối không thật. Nếu tâm tâm số pháp duyên niết bàn là thật, thời mất tướng hữu vi hư vọng. Nếu không thật, thầy không thể thấy niết bàn. Thế nên ông nói niết bàn có tướng có thể duyên, việc ấy không đúng. Hỏi, Phật tự nói niết bàn có ba tướng, sau này nói vô tướng. Đáp, ba tướng ấy giả danh không thật. Vì sao? Vì phá ba tướng hữu vi nên nói không sinh không diệt, không trụ dị, vô vi, không có tướng riêng. Lại nữa, tướng sinh trước chẳng mỗi mỗi phá rồi, tướng sinh chẳng thể có được, làm sao có vô sinh? Lìa tướng hữu vi, tướng vô vi không thể có được. Thế nên vô vi chỉ có tên gọi, không có tự tướng. Lại nữa, Phật pháp chân thật, tịch diệt, không có hí luận. Nếu Bát Nhã Ba La Mật có tướng, tức là có tướng chắc thật, có thể thủ, bèn là hí luận. Hí luận nên sinh ra tranh cãi, nếu tranh cãi sân giận còn không được sinh vào cõi trời, cõi người huống gì niết bàn. Thế nên Phật nói niết bàn vô tướng vô lượng, không thể nghĩ nghỉ, diệt các hí luận. Tướng niết bàn ấy tức là Bát Nhã Ba La Mật, thế nên không nên có tầm tầm số pháp. Như phẩm trước nói, Bồ Tát hành Bát Nhã, lìa tướng tâm và chẳng phải tâm. Nếu có tướng chẳng phải tâm, thời nên nạn rằng không có tâm tướng làm sao hành Bát Nhã. Này lìa cả hai bên ấy nên không nên vấn nạn. Lại nữa, vì vô minh điên đảo tà kiến đời trước nên được thân này. Tầm tầm số pháp trong thần ấy tuy có thiện, song vì nhân duyên sinh nên không có tự tính, hư dối không thật. Quả báo của thiện tâm ấy hưởng phước vui, cõi trời cõi người đều là vô thường nên sinh khổ lớn, cũng là hư dối không thật. Huống gì tâm bất thiện vô ký, nhân hư dối, nên quả cũng hư dối, vì Bát Nhã Ba La Mật chân thật, nên tâm tâm số pháp không hiện hành. Tu Bồ Đề nghe nói tâm tâm số pháp không hiện hành, nên hỏi Phật, tu Bát Nhã Ba La Mật được nhất thiết trí chăng? Phật đáp không. Vì sao? Vì tu là thường hành chứ nhóm,
đều là lực của tâm tâm số pháp nên nói không tu, tu còn không được, huống gì không tu. Tu và không tu là vì bát nhã, là pháp vô vi nên không tu, vì bát nhã hay quán thật tướng nên nói tu, cả hai đều có lỗi nên Phật đáp không. Hỏi: nếu trong cách thứ ba tu không tu có lỗi, còn trong cách thứ tư chẳng phải tu chẳng phải không tu có lỗi gì mà Phật đáp không? Đáp: vì tu Bồ Đề đem tâm chấp thủ tướng mà hỏi nên Phật đáp không, vì nhận tu không tu nên mới có việc chẳng phải tu chẳng phải không tu, thế nên Phật đáp không. Nếu không đem tâm chấp tướng nói chẳng phải tu chẳng phải không tu thì không có lỗi. Bốn câu hỏi của tu Bồ Đề Phật đều không chấp thuận nên tâm mê hoặc. Lại hỏi Thế Tôn: này làm sao sẽ được nhất thiết trí? Phật đáp: như tướng như, tu Bồ Đề cũng không hiểu như, nên Phật lại đáp: như thật tế. Hỏi: trong phẩm như, tu Bồ Đề tự khéo nói như, sao đây còn nghi? Đáp: như ấy không có tướng nhất định, thế nên không thể không hỏi. Nếu như có tướng nhất định, thời đã hiểu rõ. Như ấy sâu xa vô lượng, nên tu Bồ Đề có chỗ hiểu, có chỗ không hiểu. Thì như chỗ nước lớn, có người vào sâu, có người vào cạn, đều gọi là vào nước. Không được nói là người vào cạn là không vào nước. Hỏi: vì sao không lấy như để ví dụ thật tế mà lấy thật tế ví dụ như? Thật tế có gì dễ hiểu nên ví dụ? Đáp: như và thật tế tuy là một nhưng khi quan sát có khác nhau. Như là thể tính các pháp, thật tế là tâm hành giả thủ chứng. Phật vì tu Bồ Đề thủ chứng thật tế nên lấy thật tế làm ví dụ. Hỏi: thường nói pháp tính sau như, thật tế sau pháp tính, sau này pháp tính lại nói ở sau. Đáp: này vì muốn lấy ngã tính, chúng sinh tính nói rốt ráo không, nên đổi thứ lớp ở sau. Lại nữa, từ sau khi được thấy đế đạo, trong khi học đạo có thể quán các pháp như. Còn trong vô học đạo vì phiền não sạch hết, suốt hết thảy tướng chung tướng riêng gọi là pháp tính. Chỗ bản sinh của các pháp gọi là tính, thế nên lấy pháp tính ví dụ thật tế. Phật dạy pháp tính có phần thanh văn, có phần đại thừa. Tu Bồ Đề đối với phần thanh văn không nghi, đối với phần đại thừa có nghi nên hỏi. Phật muốn lấy việc người phàm có thể hiểu làm chứng, cho nên nói như ngã tính, chúng sinh tính, thọ mạng tính. Tu Bồ Đề không còn hỏi gì nữa, Phật muốn nói cầu kết thúc nên hỏi ngược lại Tu Bồ Đề. Ý ông nghĩ sao, ngã thật có chăng? Tu Bồ Đề được đạo nên đáp không, bậc tu đà hoàn còn không thấy ngã, huống gì a na hàm. Phật dạy, ông là hàng tiểu thừa độn căn còn không thấy ngã, huống gì Phật? Phật dùng trí tuệ tìm ngã không thể có được, thật làm sao có thể nói? Như ngã không thể nói có, thể hết thảy pháp cũng như vậy. Bồ Tát hành được pháp không thể nói ấy nên được nhất thiết trí, không thể nói là không thể phân biệt hoặc có hoặc không. Tu Bồ Đề thưa, bạch Đức Thế Tôn, các pháp nếu không thể phân biệt, làm sao phân biệt nói có địa ngục ngạ quỷ, có các thánh đạo tu đà hoàn? Phật đáp, chúng sinh không có định pháp, địa ngục chỉ có tên gọi giả, làm sao phân biệt nói có không? Chúng sinh và thánh nhân từ nơi phân biệt chúng sinh nên có các tên thánh đạo, song chúng sinh thật không thể có được. Như thế Bồ Tát nên học Bát Nhã Ba La Mật không thể nói như vậy. Tu Bồ Đề hỏi, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát nên học sắc pháp, nay cớ gì nói học hết thảy pháp không thể nói? Phật đáp, Bồ Tát tuy học sắc pháp, chỉ nên học là không thêm không bớt. Ý nghĩa không thêm không bớt như trước nói, trong đây Phật tự nói nhân duyên học được không thêm không bớt. Bồ Tát học pháp tức là học không thêm không bớt. Tu Bồ Đề hỏi, làm sao học pháp không sinh không diệt? Phật đáp, không khởi không làm các hạnh nghiệp hoặc có hoặc không. Có là bà hữu và cõi, dục sắc, sắc hữu và vô sắc hữu. Không là đoạn diệt, vì tám thánh đạo miễn cưỡng muốn cầu tịch diệt vì hai việc ấy. Mà người phàm phu tạo các hành nghiệp hoặc thiện hoặc bất thiện, Bồ Tát biết thật tướng các pháp là không sinh không diệt nên không tạo ba nghiệp, không khởi lên pháp tương ứng với nghiệp ấy gọi là Bồ Tát giải thoát môn. Không sinh không diệt là vô tướng giải thoát môn. Bạch Đức Thế Tôn, dùng phương tiện gì có thể không khởi không làm các hành nghiệp? Phật đáp, nếu Bồ Tát quán được các pháp tự tướng không, nghĩa là sắc, sắc tự tướng không, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác không, bấy giờ Bồ Tát có thể làm hai việc, một là không khởi không làm các hành nghiệp, hai là có thể đối với hết thảy pháp tập hành tự tướng không. Lại hỏi, nếu sắc pháp tự tướng không, làm sao Bồ Tát nên tập hành Bát Nhã Ba La Mật? Phật đáp, chẳng hành là hành Bát Nhã Ba La Mật. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, thể của Bát Nhã Ba La Mật không thể có được. Người tập hành pháp tập hành chỗ tập hành không thể có được, vì pháp không nên Bát Nhã không thể có được, chỗ tập hành cũng không thể có được. Vì chúng sinh không nên người tập hành không thể có được,
Vì hết thảy hỷ luận không thể có được nên Bồ Tát không tập hành, gọi là hành bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề hỏi: nếu không hành là hành bát nhã, thời Bồ Tát mới phát tâm, làm sao nên hành bát nhã? Ý Tu Bồ Đề muốn nói: nếu không hành là hành thời hàng Bồ Tát mới phát tâm, thời tâm mềm muội, nếu cho hành là hành thời là điên đảo. Thế nên hỏi Phật đáp: Bồ Tát mới phát tâm nên học pháp không có sở đắc. Pháp không có sở đắc tức là không có hành. Học là dùng sức phương tiện dần dần tập hành. Khi bố thí, do pháp không có sở đắc nên bố thí. Trong các pháp thật tướng rốt ráo không, không có pháp có thể được hoặc có hoặc không. Bồ Tát trú trong trí tuệ ấy nên bố thí hoặc nhiều hoặc ít. Vì xem vật bố thí, người bố thí, người nhận thí, bình đẳng nghĩa là đều không thể có được, cho đến nhất thiết trí cũng như vậy. Tu Bồ Đề nghĩ rằng vì có sở đắc thật là thế gian điên đảo, không có sở đắc tức là niết bàn. Thế nên hỏi Phật: thế nào là có sở đắc, thế nào là không có sở đắc? Phật lược đáp: có hai tướng là có sở đắc, không có hai tướng là không có sở đắc. Hai tướng là mắt và sắc, hai cái hòa hợp gọi là hai. Do mắt nên biết sắc, do sắc nên biết là mắt. Mắt và sắc đối đãi nhau. Hỏi: nếu khi không thấy sắc cũng có mắt, cớ sao mắt không lìa sắc? Đáp: vì thấy từng sắc nên gọi là mắt, nay tuy không thấy sắc, vì chưa có thấy nên gọi là mắt. Thế nên hết thảy pháp hữu vi đều thuộc nhân duyên, nhân thuộc quả, quả thuộc duyên, không có định tướng tự tại. Cho đến ý và pháp, Phật và Bồ Tát cũng như vậy. Kẻ phàm phu ngu trí, mỗi mỗi phân biệt tạo nghiệp thiện ác. Kẻ trí biết hai pháp ấy đều hư dối, thuộc nhân duyên, không cho hai là hai. Tu Bồ Đề hỏi: hai pháp ấy tức là có sở đắc, không có hai pháp tức là không có sở đắc. Vậy không có sở đắc từ trong có sở đắc, hay không có sở đắc từ trong không có sở đắc? Ý duyên theo các pháp thủ tướng hành đạo nên được rốt ráo không, không có sở đắc. Hay vì không duyên, không thủ tướng hành đạo nên được rốt ráo không, không có sở đắc. Nếu không có sở đắc từ trong có sở đắc, thời có sở đắc tức là điên đảo, hành theo điên đảo làm sao được chân thật. Nếu không có sở đắc từ trong không có sở đắc, không có sở đắc tức là không có gì, không có gì thì làm sao phát sinh không có gì. Phật cho cả hai đều có lỗi nên không chấp thuận. Có sở đắc và không có sở đắc đều bình đẳng quan sát. Bình đẳng tức là rốt ráo không, không có sở đắc. Nhân không có sở đắc mà phá có sở đắc, việc hoàn thành cũng bỏ luôn, không có sở đắc. Như vậy Bồ Tát ở nơi có sở đắc và không có sở đắc bình đẳng trong bát nhã nên học. Nếu Bồ Tát học được như vậy, gọi là người chân thật không có sở đắc, không có lỗi lầm. Từ một địa đến một địa, ý nghĩa cũng như vậy. Tu Bồ Đề hỏi: nếu bát nhã không thể có được, Bồ Đề không thể có được, Bồ Tát không thể có được, thời làm sao Bồ Tát học bát nhã phân biệt các pháp tướng, nghĩa là tướng não hoại là sắc, tướng khổ vui là thọ. Nếu Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, sao pháp không thể có được? Làm sao đầy đủ được các thiện pháp bố thí? Làm sao vào được Bồ Tát vị như trong kinh nói rộng? Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ Tát không vì thủ đắc tướng sắc nên học bát nhã. Lại hỏi: vì việc gì nên hành bát nhã? Phật đáp: vì không có sở đắc nên hành bát nhã. Vì sao? Vì hết thảy pháp không vô tướng vô tác vô khởi bát nhã Bồ Tát. Bồ Tát cũng vô tướng vô tác vô khởi. Bồ Tát vì hết thảy thật tướng các pháp nên hành bát nhã. Chẳng phải vì tâm điên đảo. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên hành vô tác bát nhã như vậy. Vì không tác không khởi. Hết cuốn 83 theo bản Hán. Cuốn 84 giải thích phẩm ba tuệ thứ 70. Kinh Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có sở vi, không có sở tác, không nên phân biệt có ba thừa thành văn bích chi Phật và Phật thừa. Phật bảo Tu Bồ Đề: trong các pháp không có sở vi, không có sở tác, thời không có phân biệt. Trong pháp có sở vi, có sở tác, thời có phân biệt. Vì sao? Vì người phàm phu không nghe được thánh pháp, chấp trước năm thọ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, chấp trước thí ba la mật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người ấy nghĩ có sắc ấy, được sắc ấy, cho đến nghĩ có vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy, được vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy. Bồ Tát ấy nghĩ rằng: ta sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta sẽ độ chúng sinh. Này Tu Bồ Đề, ta dùng năm mắt xem xét còn không thấy được sắc cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Người ngu cuồng không có mắt mà muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác độ thoát chúng sinh ư? Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu Phật dùng năm mắt xem xét không thấy có chúng sinh có thể độ, sau này Thế Tôn được vô thượng chánh đẳng chánh giác phân biệt chúng sinh có ba nhóm: nhóm chánh định, nhóm tà định và nhóm bất định. Phật dạy: này Tu Bồ Đề, ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác lúc đầu không thấy có ba nhóm chúng sinh, hoặc chánh định, hoặc tà định, hoặc bất định.
Vì chúng sinh có ý tưởng cho rằng có pháp không pháp, ta muốn trừ vọng tưởng chấp trước ấy, nên theo pháp thế tục mà nói có được, chứ chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Bạch Đức Thế Tôn, chẳng phải trụ trong đệ nhất nghĩa được vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Phật đáp, không. Bạch Đức Thế Tôn, trú trong điên đảo được vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Phật đáp, không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không trú trong đệ nhất nghĩa được, không trú trong điên đảo được. Vậy không có Thế Tôn không được vô thượng chánh đẳng chánh giác ư? Phật dạy không, ta thật được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có chỗ trú hoặc nơi tướng hữu vi hoặc nơi tướng vô vi. Thí như người Phật biến hóa ra không trú nơi tướng hữu vi, không trú nơi tướng vô vi, mà người biến hóa cũng có đến có đi, cũng ngồi cũng đứng. Này Tu Bồ Đề, người biến hóa ấy hoặc hành thí ba la mật cho đến bát nhã ba la mật, hoặc hành bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, năm thần thông, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, hoặc không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội, hoặc hành nội không cho đến vô pháp hữu pháp không, hoặc bội xả định chín thứ lớp, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn trí vô ngại, đại từ đại bi đều vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân. Người biến hóa ấy hóa làm vô lượng chúng sinh có ba nhóm. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người biến hóa ấy có hành thí ba la mật cho đến ở ba nhóm chúng sinh chăng? Tu Bồ Đề thưa, không. Này Tu Bồ Đề, Phật cũng như vậy, biết các pháp như biến hóa, như người biến hóa độ chúng sinh biến hóa, không thật có chúng sinh có thể độ. Như vậy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật giống như người Phật biến hóa hành. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp như biến hóa, vậy Phật cùng với người biến hóa có gì sai khác? Phật bảo Tu Bồ Đề, Phật cùng với người biến hóa không có gì sai khác. Vì sao? Vì Phật có tạo tác, người biến hóa cũng có thể có tạo tác. Bạch Đức Thế Tôn, nếu không có Phật, riêng người biến hóa có thể có tạo tác chăng? Phật dạy có thể có tạo tác. Tu Bồ Đề thưa, làm sao không có Phật mà người biến hóa có thể có tạo tác? Này Tu Bồ Đề, thì như quá khứ có Phật hiệu là Tu Kiến Đa, vì muốn độ Bồ Tát nên hóa làm Phật. Xong liền tự độ, liền tự diệt độ. Vị Phật biến hóa ấy trụ nửa kiếp làm Phật sự, thọ ký cho Bồ Tát hành giả xong mới diệt độ. Hết thảy chúng sinh trong thế gian cũng biết Phật thật diệt độ. Này Tu Bồ Đề, người biến hóa ấy cũng không sinh không diệt. Như vậy Bồ Tát hành bát nhã ba la mật nên tìm biết các pháp như huyễn hóa. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Phật và người Phật biến hóa ra không có sai khác, làm sao khiến bố thí thanh tịnh như người cúng dường Phật người ấy cho đến khi được vô dư niết bàn, phước đức không cùng tận? Nếu cúng dường vị hóa Phật người ấy cho đến khi được vô dư niết bàn, phước đức cũng có thể không cùng tận ư? Phật bảo Tu Bồ Đề, Phật vì thật tướng các pháp nên làm ruộng phước cho chúng sinh và trời người. Hóa Phật cũng vì thật tướng các pháp nên làm ruộng phước cho chúng sinh và trời người. Này Tu Bồ Đề, các quả phước đức gieo trồng được nơi Phật và hóa Phật ấy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, chỉ đem tâm cung kính niệm Phật do căn ấy, cho đến khi hết khổ, phước đức kia không cùng tận. Này Tu Bồ Đề, các qua việc tâm cung kính niệm Phật ấy, nếu người thiện nam kẻ thiện nữ chỉ dùng một cánh hoa giải lên hư không và niệm Phật cho đến khi hết khổ, phước kia không cùng tận. Này Tu Bồ Đề, các qua việc tâm cung kính niệm Phật, giải hoa niệm Phật ấy, nếu có người một lần xưng Nam Mô Phật cho đến khi hết khổ, phước kia không cùng tận. Như vậy trong ruộng phước của Phật gieo trồng, phước kia không cùng tận. Vì vậy nên biết Phật và hóa Phật không có sai khác. Vì thật tướng các pháp không có sai khác, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên như vậy hành bát nhã ba la mật. Và trong thật tướng các pháp ấy không hư hoại, đó là tướng bát nhã ba la mật cho đến tướng vô thượng chánh đẳng chánh giác không hư hoại. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu thật tướng các pháp không hư hoại, cớ sao Phật gọi các pháp tướng nói rằng là sắc, là thọ tưởng hành thức, là nội pháp, ngoại pháp, là thiện pháp, là bất thiện pháp, là hữu lậu vô lậu, là thế gian xuất thế gian, là pháp có tránh, pháp không tránh, là pháp hữu vi, pháp vô vi. Bạch Đức Thế Tôn như vậy, toàn không hoại tướng pháp, không hoại pháp tướng ư? Phật bảo Tu Bồ Đề, không. Vì sao? Vì tướng danh tự nên ta chỉ bày các pháp để chúng sinh hiểu rõ, Phật không phá hoại thật tướng của pháp. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu do tướng danh tự nên Phật thuyết pháp để cho chúng sinh hiểu rõ. Bạch Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không có danh, không có tướng, làm sao dùng danh tướng để chỉ dạy cho chúng sinh được hiểu? Phật bảo Tu Bồ Đề, theo pháp thế tục có danh có tướng, thật không có chỗ chấp trước. Thí như người phàm phu nghe nói khổ chấp trước danh,
theo tướng, còn Phật và đệ tử không chấp trước danh, không theo tướng. Nếu đối với danh chấp danh, đối với tướng chấp tướng, đối với không cũng nên chấp không, đối với vô tướng cũng nên chấp vô tướng, Bồ Tát cũng nên chấp vô tướng, Bồ Tát thật tế cũng nên chấp thật tế, pháp tính cũng nên chấp pháp tính, vô vi cũng nên chấp vô vi. Nay tu Bồ Đề, hết thảy pháp chỉ có danh và tướng, pháp ấy không ở trong danh tướng. Như vậy, Bồ Tát chỉ ở trong danh tướng hành bát nhã ba la mật, và trong danh tướng ấy cũng chẳng nên chấp trước. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, vậy Bồ Tát vì ai nên phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, chịu mọi sự lao khổ? Khi Bồ Tát hành đạo bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, vào thiền định, tu trí tuệ, hành bốn thiền, bốn tâm vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, hành không hạnh, vô tướng hạnh, vô tác hạnh, mười lực của Phật cho đến đại từ đại bi, Phật dạy, như lời Tu Bồ Đề nói, nếu hết thảy pháp hữu vi chỉ có danh tướng, thầy Bồ Tát vì ai nên hành Bồ Tát đạo? Này Tu Bồ Đề, nếu pháp hữu vi chỉ có danh tướng ấy, tướng danh tướng không. Vì vậy nên Bồ Tát hành Bồ Tát đạo, được trí nhất thiết chủng, được trí nhất thiết chủng rồi chuyển pháp luân. Chuyển pháp luân rồi lấy pháp ba thừa độ thoát chúng sinh, danh tướng ấy cũng không sinh không diệt, không trụ gì. Bấy giờ Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói trí nhất thiết chủng. Phật bảo Tu Bồ Đề, ta nói trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề thưa, Phật nói nhất thiết trí, nói đạo chủng trí, nói trí nhất thiết chủng, ba trí ấy có gì sai khác? Phật bảo Tu Bồ Đề, nhất thiết trí là trí của thành văn Bích Chi Phật, đạo chủng trí là trí của Bồ Tát, trí nhất thiết chủng là trí của Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên gì nhân nhất thiết trí là trí của thanh văn Bích Chi Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề, nhất thiết là chỉ cho pháp trong pháp ngoài mà thanh văn Bích Chi Phật biết được, nhưng không thể dùng trí nhất thiết đạo, nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề thưa, vì nhân duyên gì đạo chủng trí là trí của Bồ Tát? Phật bảo Tu Bồ Đề, nhất thiết đạo hàng Bồ Tát nên biết, hoặc là đạo thanh văn Bích Chi Phật, đạo Bồ Tát phải biết đầy đủ, cũng phải biết đạo ấy độ chúng sinh mà không tác chứng thật tế. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói Bồ Tát nên đầy đủ các đạo, không nên do đạo ấy tác chứng thật tế ư? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát chưa nghiêm tịnh cõi Phật, chưa thành tiểu tuệ giác cho chúng sinh, khi ấy chưa nên tác chứng thật tế. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát trú trong đạo nên tác chứng thật tế ư? Phật đáp không. Bạch Đức Thế Tôn, trú trong chẳng phải đạo tác chứng thật tế ư? Phật đáp không. Bạch Đức Thế Tôn, trú trong đạo và chẳng phải đạo tác chứng thật tế ư? Phật đáp không. Bạch Đức Thế Tôn, trú trong chẳng phải đạo, chẳng phải đạo tác chứng thật tế ư? Phật đáp không. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát trụ chỗ nào tác chứng thật tế? Phật bảo Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ông chú trong đạo vì không lãnh thọ các pháp nên sạch hết lậu hoặc, tâm được giải thoát chăng? Tu Bồ Đề thưa không. Ông chú trong chẳng phải đạo, lậu hoặc sạch hết, tâm được giải thoát chăng? Thưa không. Bạch Thế Tôn, ông chú trong đạo chẳng phải đạo, lậu hoặc sạch hết, tâm được giải thoát chăng? Thưa không. Bạch Thế Tôn, ông chú trong chẳng phải đạo, chẳng phải đạo, lậu hoặc sạch hết, tâm được giải thoát chăng? Thưa không. Bạch Thế Tôn, còn không có chỗ trú không lãnh thọ các pháp, lậu hoặc sạch hết, tâm được giải thoát. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát cũng như vậy, không có chỗ trú nên tác chứng thật tế. Tu Bồ Đề thưa, thế nào là tướng của trí nhất thiết chủng? Phật dạy, vì một tướng nên gọi là trí nhất thiết chủng, đó là tướng các pháp tịch diệt. Lại nữa, đối với hành loại tướng mạo danh tự các pháp hiển bày thuyết giảng, Phật như thật biết, do vậy gọi là trí nhất thiết chủng. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nhất thiết trí, đạo chủng trí, trí nhất thiết chủng, ba trí ấy dứt kết xử có sai khác, có cùng tận, có dư thừa chăng? Phật dạy, dứt phiền não không sai khác, chư Phật đều dứt hết phiền não và tập khí, còn thanh văn không dứt hết phiền não và tập khí. Bạch Đức Thế Tôn, các người ấy không được pháp vô vi, có dứt được phiền não ư? Phật dạy, không. Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp vô vi có thể có sai khác chăng? Phật dạy, không. Bạch Đức Thế Tôn, nếu trong pháp vô vi không có sai khác, cớ sao nói người ấy phiền não tập khí dứt, người ấy phiền não tập khí không dứt? Phật bảo Tu Bồ Đề, tập khí chẳng phải phiền não, thân và miệng của hàng thành văn Bích Chi Phật có việc tựa như tướng dâm dục, sân hận, ngu si, đó là tập khí. Người phạm phù làm nó thể mắc tội, tập khí ba độc ấy chư Phật không có. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nếu đạo không có, niết bàn cũng không có, cớ sao phân biệt nói đây là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Phật? Phật bảo Tu Bồ Đề,
Đó đều là do pháp vô vi mà có phân biệt là Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát Phật. Bạch Thế Tôn, thật do pháp vô vi nên phân biệt có Tu Đà Hoàn cho đến Phật ư? Phật bảo Tu Bồ Đề. Thế Tôn nói có hai việc, đó chẳng phải theo đệ nhất nghĩa. Trong đệ nhất nghĩa không nói có hai việc. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa không có ngôn thuyết. Vì thánh đạo rất kiết sử nên nói có đời sau. Tu Bồ Đề thưa, trong các pháp tự tướng không, đời trước không thể có được, huống gì nói có đời sau, tiền tế, hậu tế. Phật bảo Tu Bồ Đề, như vậy, như vậy. Trong các pháp có tự tướng không, không có đời trước, huống gì có đời sau. Này Tu Bồ Đề, vì chúng sinh không biết các pháp tự tướng không, nên ta nói đời trước, đời sau. Trong các pháp tự tướng không, đời trước, đời sau đều không thể có được. Như vậy Bồ Tát nên vì pháp tự tướng không mà hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát hành pháp tự tướng không, thời không vướng mắc gì, hoặc nội pháp, hoặc ngoại pháp, hoặc pháp hữu vi, hoặc pháp vô vi, hoặc pháp thanh văn, hoặc pháp đích chi Phật, hoặc pháp Phật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn thường nói bát nhã ba la mật, vì nghĩa gì gọi là bát nhã ba la mật? Phật dạy, được đệ nhất độ hết thảy pháp đến bờ kia, vì nghĩa ấy nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, chư Phật, Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán dùng bát nhã ấy được qua bờ kia, vì nghĩa ấy nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, phân biệt chủ lượng phá hoại hết thảy pháp cho đến vi trần, trong đó không có chút nào chắc thật, vì nghĩa ấy nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, các pháp như như pháp tính thật tế đều vào trong bát nhã, vì nghĩa ấy nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, bát nhã ba la mật không có pháp hoặc hợp hoặc tán, hoặc sắc hoặc vô sắc, hoặc có thể thấy hoặc không thể thấy, hoặc có đối hoặc không đối, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc hữu vi hoặc vô vi. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật ấy vô sắc, vô hình, vô đối, là một tướng, nghĩa là vô tướng. Lại nữa, Tu Bồ Đề, bát nhã ba la mật ấy hay sinh hết thảy pháp, hết thảy là thuyết biện tài chiếu sáng tất cả. Bát nhã ba la mật ấy ma hoặc ma trời, thành văn bích chi Phật, người và các hàng phạm trí ngoại đạo, những người oán thù hung ác không thể phá hoại vị Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Vì sao? Vì những hạng người kia đều không thể có được trong bát nhã ba la mật, Bồ Tát ấy nên như vậy hành theo nghĩa bát nhã ba la mật. Lại nữa, Tu Bồ Đề, Bồ Tát muốn hành nghĩa bát nhã ba la mật sâu xa, nên hành nghĩa vô thường, nghĩa khổ, nghĩa không, nghĩa vô ngã, cũng nên hành nghĩa khổ trí, nghĩa tập trí, nghĩa diệt trí, nghĩa đạo trí, nghĩa pháp trí, nghĩa loại trí, nghĩa thế trí, nghĩa tha tâm trí, nghĩa tận trí, nghĩa vô sinh trí, nghĩa như thật trí. Như vậy Bồ Tát vì nghĩa bát nhã ba la mật nên hành bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, trong bát nhã ba la mật sâu xa ấy, nghĩa với phi nghĩa đều không thể có được. Làm sao Bồ Tát vì nghĩa bát nhã ba la mật sâu xa nên hành bát nhã ba la mật? Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì nghĩa bát nhã ba la mật nên nghĩ như vậy. Tham dục là chẳng phải nghĩa, nghĩa ấy không nên hành. Sân hận ngu si là chẳng phải nghĩa, nghĩa ấy không nên hành. Hết thảy tà kiến là chẳng phải nghĩa, nghĩa ấy không nên hành. Vì sao? Vì tướng ba độc như không có nghĩa, không có chẳng phải nghĩa. Vì hết thảy tướng tà kiến như không có nghĩa, không có chẳng phải nghĩa. Lại nữa, Bồ Tát nên nghĩ rằng sắc chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa, cho đến thức chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa, thí ba la mật cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa. Vì sao? Vì khi Phật được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có pháp có thể được hoặc nghĩa hoặc chẳng phải nghĩa. Có Phật không có Phật thì các pháp tánh vẫn thường trú, không có nghĩa, không có chẳng phải nghĩa. Bồ Tát hành bát nhã ba la mật nên xa lìa nghĩa và chẳng phải nghĩa. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cớ gì bát nhã ba la mật chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa? Phật bảo Tu Bồ Đề, vì hết thảy pháp hữu vi không có tướng làm, vì vậy nên bát nhã ba la mật chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy hiện thánh hoặc Phật hoặc đệ Phật đệ tử Phật đều lấy vô vi là nghĩa, cớ sao Phật nói bát nhã ba la mật không có nghĩa, chẳng phải nghĩa? Phật dạy, tuy hết thảy hiền thánh hoặc Phật hoặc đệ tử Phật đều lấy vô vi làm nghĩa, nhưng cũng không vì vậy tăng thêm, cũng không vì vậy giảm bớt. Thí như hư không, như không thể tăng thêm chúng sinh, không thể giảm bớt chúng sinh. Như vậy bát nhã ba la mật của Bồ Tát không thêm không bớt. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát học bát nhã ba la mật vô vi được trí nhất thiết trùng trăng. Phật dạy, như vậy, như vậy, Bồ Tát học bát nhã ba la mật vô vi ấy sẽ được trí nhất thiết trùng, không vì hai pháp. Bạch Đức Thế Tôn, pháp không hai có thể được pháp không hai chăng? Phật dạy, không. Tu Bồ Đề thưa, pháp hai có thể được pháp không hai chăng? Phật dạy, không.
Từ Bồ Đề thừa, Bồ Tát nếu không do pháp hai, không do pháp không hai, làm sao được trí nhất thiết chủng? Phật dạy, không có gì được tức là được, vì thế được, không có gì được. Luận, Từ Bồ Đề lại hỏi, bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy pháp không có tướng tạo tác, tướng sinh khởi, làm sao phân biệt có ba thừa? Phật chấp thuận ý ấy và nói nhân duyên, kẻ phàm phu chưa đắc đạo, chấp trước năm uẩn, cũng chấp trước pháp không, không tạo tác, không sinh khởi, cho nên sinh nghi, làm sao phân biệt có ba thừa? Còn ông đã đắc đạo, không chấp trước năm uẩn, không chấp trước pháp không, không tạo tác, không sinh khởi, cớ sao sinh nghi? Trong đây Phật tự nói nhân duyên, ta dùng năm mắt xem còn không thấy các pháp sắc, hướng gì người cuồng không có mắt mà muốn thấy được? Từ Bồ Đề hỏi, nếu không có pháp, không có chúng sinh, vì sao nói có ba nhóm chúng sinh? Phật đáp, ta xem chúng sinh một nhóm còn không thể có được thì làm sao có ba? Chỉ vì muốn phá trừ điên đảo cho chúng sinh nên phân biệt có ba. Hạng người phá được điên đảo gọi là nhóm chánh định, hạng người chắc chắn không phá được điên đảo là hạng tà định. Hạng người gặp được nhân duyên thời có thể phá, không được thời không thể phá, điên đảo là thuộc nhóm bất định, đều là nói theo pháp thế tục, chẳng phải trần đệ nhất nghĩa. Hỏi, Phật thật ở trong đệ nhất nghĩa đắc đạo, cớ gì đáp với Tu Bồ Đề rằng không? Đáp, Phật dạy Tu Bồ Đề, vì hàng Bồ Tát mới phát tâm nên hỏi, vì thế Phật đáp không. Vì sao? Vì trong pháp điên đảo chấp có còn không thể trú, huống gì trú trong đệ nhất nghĩa không có gì, thế nên Tu Bồ Đề nghi. Nếu không trú cả hai nơi, thời sẽ không có thế tôn, không được thành chánh giác ư? Nên Phật đáp, thật được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chỉ không trú chỗ nào, tính hữu vi hư dối không thật, tính vô vi không, không có gì của chính nó, cho nên không thể trú. Trong đây Phật muốn nói rõ việc ấy nên nêu ví dụ hóa Phật. Như hóa Phật không trú trong tính hữu vi, không trú trong tính vô vi mà có thể đi lại thuyết pháp. Hỏi, người biến hóa đi lại thuyết pháp thời có thể được, làm sao có thể hành thí ba la mật được? Đáp, không nói người biến hóa thực hành được, mà chỉ mắt chúng sinh thấy hít tợ như có thật hành. Việc biến hóa ấy như trong kinh nói, cho đến tu phiến đa, ý Tu Bồ Đề đã tin chịu, mỗi mỗi nhân duyên người biến hóa và Phật thật không khác nhau, nhưng vẫn còn chút nghi nên hỏi Phật. Nếu không có Phật thời phước đức cúng dường Phật thật cho đến khi được vô dư niết bàn không cùng tận, vậy phước đức cúng dường hóa Phật cũng không cùng tận ư? Phật đáp, cúng dường hóa Phật, Phật thật, phước ấy không khác nhau. Vì sao? Vì Phật chứng được thật tướng các pháp nên phước đức cúng dường không cùng tận. Hóa Phật cũng chẳng liệt thật tướng nên cúng dường hóa Phật, tâm không thể khác, phước kia cũng vậy. Hỏi, hóa Phật không có công đức mười lực, làm sao bằng Phật thật? Đáp, công đức mười lực đều vào trong thật tướng. Nếu mười lực xa liệt thật tướng, thời chẳng phải là Phật pháp, bị rơi vào tà kiến điên đảo. Hỏi, nếu như vậy Phật thật hóa Phật chắc chắn có thật tướng, cớ sao nói đem ác tâm làm thân Phật chảy máu mắc tội nghịch? Đáp, trong kinh chỉ nói đem ác tâm làm thân Phật chảy máu, chứ không nói Phật thật hay hóa Phật. Nếu cúng dường hóa Phật được đầy đủ phước, thời nếu đem ác tâm hủy báng cũng phải mắc tội nghiệp. Vì người ác định gọi hóa Phật là Phật thật, nên đem ác tâm làm vật chảy máu bèn mắc tội nghịch. Hỏi, nếu như vậy cớ gì trong luật tạng nói giết hóa nhân không phạm giới sát? Đáp, trong luật tạng đều vì việc thế gian nhiếp chế chúng tăng nên kết giới, chứ không luận thật tướng. Vì sao? Vì theo luật tạng có người có chúng sinh theo giả danh mà kết giới, vị hộ trì Phật pháp nên không xem tội đời sau nhiều ít, lại tội nặng đời sau trong luật lại xem nhẹ, như đạo nhân đánh chết trâu dê tội nặng mà giới nhẹ, còn đạo nhân tán thán người nữ thì đối với giới là nặng mà tội đời sau lại nhẹ. Giết trâu dê biến hóa thời mọi người không cơ hiểm cũng không dị nghị, nhưng tự mắc tội trong tâm. Nếu giết trâu dê thật và trâu dê biến hóa mà tâm không cho là khác nhau, thời mắc tội như nhau. Nhưng ý của Phật chế giới là vì bị mọi người cơ hiểm nên là nặng, thế nên trong kinh nói ý nghiệp rất nặng, chứ không phải thân nghiệp khẩu nghiệp, như người làm việc bố thí lớn mà không bằng người hành từ tam muội. Vì hành từ tam muội xem chúng sinh không có sở đắc nên tự được vô lượng phước. Người tà kiến rất thiện căn, tuy không não hại chúng sinh mà bị vào địa ngục ác tỳ, thế nên cũng dường hóa Phật, Phật thật với tâm bình đẳng, thời phước cũng bình đẳng. Lại nữa, trong đời Phật nói các qua việc hóa Phật đầy đủ tướng sáng, nếu có người thấy tượng đất đá mà có từ tâm niệm Phật, thời người ấy cho đến khi hết khổ, phước kia không cùng tận. Lại các qua việc tượng đất đá, nếu người có tâm cung kính, tuy không thấy tượng Phật, mà vì nghĩ đến Phật, dùng hoa giải giữa hư không để cúng dường, phước ấy
cũng được dứt hết khổ. Lại các qua việc giải hòa, chỉ một lần xưng Nam Mô Phật, người ấy cũng cho đến được hết khổ, phước kia không cùng tận. Hỏi: tại sao chỉ xưng xuông danh tự Nam Mô Phật bèn được hết khổ mà phước kia không cùng tận? Đáp: vì người ấy từng nghe công đức của Phật hay độ thoát khổ, giả bệnh chết cho chúng sinh, nên hoặc cúng dường nhiều ít và xưng danh hiệu Phật, được vô lượng phước. Cũng đến khi hết khổ, phước không cùng tận, thế nên vì phước điển vô lượng, nên tùy tầm nhu nhuyễn bố thí, phước kia cũng không cùng tận. Có các nhân duyên và thí dụ như vậy, nên Phật thật hóa Phật không khác nhau. Cúng dường nơi phước điển của Phật, phước kia vô lượng, vì thật tướng hết thảy pháp không khác biệt. Tu Bồ Đề hỏi: bạch Đức Thế Tôn, nếu thật tướng các pháp không phá hoại nên hai Phật không khác, này Phật phân biệt thuyết pháp, nói ấy là sắc, ấy là thọ tưởng hành thức, cho đến ấy là hữu vi, ấy là vô vi, há không phá hoại thật tướng các pháp ư? Phật đáp: này Tu Bồ Đề, Phật tùy mỗi mỗi phân biệt thuyết pháp, chỉ dùng ngôn thuyết muốn cho chúng sinh được giải thoát mà tâm Phật không vướng mắc gì. Nếu hai Phật cùng nói với nhau, không nên nói danh tự, vì chúng sinh không hiểu kịp Phật, nên muốn dẫn chúng sinh hiểu biết mà nói thiện, nói ác. Như trong kinh Pháp Hoa nói ví dụ nhà lửa, dùng ba xe để dụ dẫn các người con ra khỏi nhà, chỉ dùng danh tướng thuyết pháp mà không phá hoại đệ nhất nghĩa. Tu Bồ Đề hỏi: tuy dùng danh tướng, vì chúng sinh thuyết pháp không có thật sự, như vậy há không hư dối ư? Phật đáp: thánh nhân nói theo thế tục, trong đó không có chỗ chấp trước danh tướng, trong đây Phật tự nói nhân duyên. Nếu phàm phu nói khổ, thời chấp danh thủ tướng, chư Phật và đệ tử miệng nói khổ mà tâm không chấp trước. Nếu chấp trước, thời không gọi là khổ thánh đế. Khổ đế tức là danh tướng không có chân thật nhất định. Phàm phu chấp trước cũng là danh tướng không có chân thật nhất định. Làm sao trong danh tướng không lại chấp trước danh tướng không? Nếu trong danh tướng không mà chấp trước danh tướng, thời đối với không ấy cũng nên chấp trước không. Vô tướng cũng nên chấp trước vô tướng, vô tác cũng nên chấp trước vô tác. Vô tác cho đến tính vô vi cũng nên chấp trước tính vô vi. Pháp ấy đều như tướng khổ đế của phàm phu, chỉ có danh tướng cũng không trú trong danh tướng. Bồ Tát vào trong pháp môn danh tướng ấy, trú trong danh tướng bát nhã ấy, nên quan sát hết thảy pháp không có thật. Tu Bồ Đề hỏi: nếu hết thảy pháp chỉ có danh tướng, Bồ Tát làm sao phát tâm như trong kinh nói? Phật đáp: nếu hết thảy pháp chỉ có danh tướng, trong danh tướng cũng không, pháp ấy đều rốt ráo không, vào như pháp tánh thật tế, thế nên Bồ Tát có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho đến có thể dùng pháp tam thừa độ chúng sinh. Nếu pháp có thật tướng nhất định, chẳng phải danh tướng tức là không có sinh diệt, vì không có sinh diệt nên không có khổ tập diệt đạo, làm sao đem pháp nhị thừa độ chúng sinh? Nếu các pháp chỉ là danh tự xuông không có thật cũng không sinh diệt, vì không sinh diệt nên không có khổ tập diệt đạo, thời làm sao có thể độ? Này Bồ Tát, biết hết thảy pháp danh tướng không, thời xa lìa điên đảo của thế gian, cũng biết danh tướng không, cũng xa lìa danh tướng không. Như vậy, lìa có, lìa không, ở vào trung đạo có thể độ chúng sinh. Ý Phật muốn nói, Bồ Tát hành bát nhã trung đạo ấy được trí nhất thiết chủng. Bây giờ Tu Bồ Đề muốn nạn hỏi, nên trước ấn định lời Phật mới hỏi: Thế Tôn nói trí nhất thiết chủng ư? Phật dạy, ta nói trí nhất thiết chủng. Lại hỏi: Phật thường nói ba trí có gì sai khác? Phật dạy, nhất thiết trí là trí của thành văn Bích Chi Phật. Vì sao? Vì nhất thiết là trong sáu căn ngoài sáu trần, 12 nhập, trí thành văn Bích Chi Phật biết được tướng trùng của pháp ấy đều là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đạo chủng trí là trí của Bồ Tát. Đạo có bốn thứ là đạo thọ phước lạc trong cõi nhân thiên, nghĩa là gieo trồng phước đức, thọ quả báo phước lạc trong trời người, cộng với ba thừa đạo thành bốn. Pháp của Bồ Tát là dẫn đường cho chúng sinh, đưa vào trong đại đạo. Nếu người không thể vào đại đạo thì đưa vào nhị thừa, nếu người không thể vào niết bàn thời đưa vào phước lạc cõi người cõi trời làm nhân duyên cho niết bàn. Đạo phước lạc của thế gian là 10 điều thiện và phước đức bố thí, ba 17 phẩm trợ đạo là đạo của nhị thừa, 37 phẩm trợ đạo và 6 ba la mật là đạo của Bồ Tát. Bồ Tát nên biết rõ ràng các đạo. Bồ Tát dùng Phật đạo để làm lợi mình lợi người và dùng bát đạo kia chỉ vì chúng sinh, ấy gọi là đạo trùng trí của Bồ Tát. Tu Bồ Đề hỏi: cớ gì đạo trùng trí là việc của Bồ Tát? Phật đáp: Bồ Tát nên đầy đủ hết thảy đạo, cùng đạo ấy giáo hóa chúng sinh. Tùy già vào đạo ấy mà chưa giáo hóa chúng sinh nghiêm tịnh cõi Phật, thời không thủ chứng. Khi đầy đủ việc ấy, vậy sau mới ngồi đạo tràng thủ chứng. Thế nên đạo trùng trí là việc của Bồ Tát. Tu Bồ Đề hỏi: Bồ Tát trú ở chỗ nào thủ chứng thật tế? Ý Tu Bồ Đề muốn hỏi: nếu ở trong đạo thủ chứng, thời việc ấy không đúng vì có hai lỗi. Một là người còn có kiết sử, không thể có chánh trí rốt ráo thanh tịnh.
Nếu có thời không khác gì với Phật, nếu khác mà còn phiền não tập khí, nên phải có sai lầm. 2. Là hết thảy pháp hữu vi đều là hư dối, do hòa hợp nên có, giả danh không có chân thật nhất định, thế nên Phật đáp không. Bây giờ Tu Bồ Đề nghĩ rằng đạo mà Phật chứng được rất sâu không thể biết tận đáy, thế nên lại hỏi, Bồ Tát chú chỗ nào thủ chứng thật tế? Phật hỏi ngược lại Tu Bồ Đề. Hỏi, cớ gì Phật không đáp thẳng mà hỏi ngược lại Tu Bồ Đề? Đáp, Tu Bồ Đề đối với đạo sở đắc rõ ràng không lầm, vì quý chuồng pháp sở chứng của Phật. Đối với bốn câu hí luận như còn có tầm chấp trước, không nên hiểu, không hiểu rõ nên hỏi. Vì thế Phật lấy chỗ sở chứng của Tu Bồ Đề hỏi ngược lại, khi ông đắc đạo là ở trong bốn câu chứng đắc ư? Đáp, thưa không, còn không có chỗ trú mà được sạch hết lậu hoặc. Phật dạy, ông không có chỗ trú mà tâm được giải thoát, phải nên biết Bồ Tát cũng như vậy, không ở trong bốn câu mà chứng thật tế, cho nên Phật hỏi ngược lại. Lại có người hỏi trong bốn cách đáp, đây là đáp bằng cách hỏi ngược lại. Hỏi, Tu Bồ Đề ở trong Kim Cang Tam Muội làm được giải thoát, cớ gì nói không trú trong đạo? Đáp, chú là thủ tướng pháp thật có nhất định, người ấy lại cầu thắng pháp vô vi nên không gọi là chú nơi pháp hữu vi, vì không cần dùng nên không chú trong đó. Lại có người nói danh tướng ấy trong pháp phạm phù còn có phân biệt là kim cang là giải thoát, còn chứng được pháp vô tướng thời không phân biệt gì. Phật và pháp vô tướng nên hỏi ngược lại Tu Bồ Đề, ông không nên lấy danh tướng mà hỏi, ông không nên lấy danh tướng mà vấn nạn. Trí nhất thiết trùng là trí của Phật, trí nhất thiết trùng là trí thông suốt, không ngại đối với hết thảy pháp bà đời, biết rõ lớn nhỏ tinh thô, không việc gì không biết. Phật tự nói nghĩa của trí nhất thiết trùng có hai tướng, một là thông suốt thật tướng các pháp, là tướng tịch diệt như nước trong biển lớn, rõ không thể lay động vì nó sâu thẳm, sóng mòi không khởi lên. Trí nhất thiết trùng cũng như vậy, rõ hí luận không thể làm lay động. Hai là đối hết thảy pháp có thể dùng danh tướng văn tự, ngữ ngôn thông suốt rõ ràng vô ngại, bao nhiêu hai việc có không nên gọi là trí nhất thiết trùng. Có người nói 10 trí lực, 4 việc không sợ, 4 trí vô ngại, 18 pháp không sinh đều là tướng trí tuệ hòa hợp, ấy gọi là trí nhất thiết trùng. Lại có người nói từ kim cang tam muội thứ lớp được vô ngại giải thoát nên hoặc lớn nhỏ xa gần cạn sâu, khó dễ không việc gì không biết. Có vô lượng nhân duyên như vậy nên gọi là trí nhất thiết trùng. Tu Bồ Đề nghe xong hỏi Phật, Phật phân biệt trí tuệ có cao vừa thấp, vậy phiền não do trí tuệ đoạn trừ có sai khác chăng? Phật đáp, không có sai khác, khi đang đoạn trừ thời có sai khác, đoạn trừ xong rồi thời không có sai khác. Thí như lưỡi dao có bén lụt nên khi chặt có chậm mau, khi chặt xong không có sai khác, như là đối với phiền não và tập khí đều dứt hết, còn thanh văn bích chi Phật chỉ dứt phiền não mà tập khí đang còn. Tu Bồ Đề hỏi, ba cách đoạn phiền não như Phật nói là hữu vi hay là vô vi? Phật đáp, đều là vô vi. Lại hỏi, trong pháp vô vi có thể có sai khác chăng? Phật đáp, pháp ấy vô tướng vô lượng, làm sao có thể có sai khác? Lại hỏi, nếu không có sai khác, thời làm sao nói trong sự đoạn trừ ấy có sót lại hay không còn sót lại? Phật đáp, tập khí không gọi là phiền não thật. Có người tùy dứt tất cả phiền não mà nơi thân và miệng cũng có tướng phiền não xuất hiện. Phàm phu thấy nghe tướng ấy thời khởi tâm bất tịnh. Thí như A-la-hán mật bà tư cha 500 đời ở giữa loại khỉ, nên này tùy được thành A-la-hán mà vẫn còn tập khí leo trèo cây cối. Người ngu trông thấy liền sinh kiêu mạn nói vị tỳ kheo ấy giống như khỉ, vì A-la-hán ấy không có tâm phiền não nhưng còn có thói quen cũ. Lại như A-la-hán tất lăng giả bà sa 500 đời sinh trong nhà bà La-môn, tập quen tâm khinh miệt nên khi được thành A-la-hán mà còn nói với thần sông Hằng rằng tiểu tỳ phải ngưng chảy để cho ta đi qua. Thần sông Hằng nổi giận đến cáo tố với Phật. Phật dạy ông sám hối, ông còn xưng là tiểu tỳ. Tập khí của phiền não thân nghiệp và khẩu nghiệp như vậy, hàng tiểu thừa chưa dứt sạch, còn Phật không có việc ấy. Như một bà la môn ác khẩu, trong một lúc lấy 500 việc mắng Phật, Phật không có sắc giận. Tầm bà la môn bèn hoan hỉ, liền trong một lúc lấy 500 việc hai tán thán Phật, Phật cũng không có sắc mừng. Nên biết phiền não tập khí Phật đã sạch hết, lành và dữ không khác nhau. Lại, Phật khi mới đắc đạo, từ trong công đức thật đã tỏa ra tiếng tăm tốt đẹp, chỉ có Phật tự biết. Và việc bà La Môn giết người con gái phạm trí Tôn Đả Lị, đem sát bỏ biển tình xá để vu khống Phật, tiếng dữ đồn xa, Phật đối với hai việc ấy tâm không đổi khác cũng không lo mừng.
Lại Phật vào lòng Bà La Môn khất thực mang bát không trở về, hoặc được hàng trời người cúng dường, hoặc trong 3 tháng phải ăn cơm bằng lúa nuôi ngựa, hoặc trời đế thích dùng món ăn trời để cúng dường, hoặc Phật ở lại trong rừng A La Bà già bị trông gai gió rét, hoặc ở trong vườn hoan hỷ, ở trên tảng đá trắng báu lớn của chư thiên mềm dịu trơn láng, hoặc nằm trên tọa cụ của chư thiên. Đối với những việc tốt xấu lành dữ như vậy, tâm Phật không lo mừng. Lại như Đề Bà Đạt Đa đem sân tâm lăn đá đến Phật, hoặc La Hầu La đem tâm cùng kính chắp tay lễ Phật, đối với hai người ấy tâm Phật bình đẳng thương yêu như yêu đôi mắt mình. Có những điều gây lạ như vậy, Phật không có tư tưởng dối khác. Thí như vàng thật đốt mài giũa sắc nó không biến đổi, Phật trải qua các việc ấy tâm không có thêm bớt, nên có thể biết các tập khí phiền não yêu ghét Phật đều dứt sạch. Tu Bồ Đề thưa, nếu trong thời tướng các pháp hoặc đạo hoặc niết bàn không có gì của chính nó, nếu không có gì của chính nó, thầy cớ sao phân biệt đây là Tu Đà Hoàn, đây là Bích Chi Phật, chưa dứt hết tập khí, còn Phật đã dứt hết tập khí. Phật dạy, bà thừa của Bậc Thánh đều do pháp vô vi mà có sai khác, tùy nhân nơi vô vi mà có sai khác, song đối với pháp vô vi có thể nói được. Tu Bồ Đề muốn ấn định lời Phật nên hỏi, thật do pháp vô vi nên có sai khác ư? Phật đáp, theo danh tướng ngữ ngôn của thế tục nên có thể phân biệt sai khác, còn trong đệ nhất nghĩa không có phân biệt. Vì sao? Vì trong đệ nhất nghĩa hết thảy đường ngôn ngữ dứt, hết thảy chỗ tâm hành dứt, chỉ vì các bậc thánh đã dứt kiết sử nên nói có đời sau là vô dư niết bàn. Tu Bồ Đề hỏi, các pháp tự tướng không nên đời trước không thể có được, huống gì đời sau? Vì sao? Vì nhân đời trước nên có đời sau. Phật hứa khả lời ấy, vì chúng sinh không biết các pháp tự tướng không nên Phật nói đời trước đời sau, chứ hứa trong các pháp tự tướng không đời trước đời sau không thể có được. Vì sao? Vì trước có sinh thời, sau có già chết, nếu lìa già chết có sinh thời không chết mà sinh, cái sinh ấy không có nhân duyên. Nếu trước có già chết sau có sinh, không sinh làm sao có già chết? Trước và sau đã không thể có được, thời cùng một lúc cũng không thể có được. Vì thế nên nói trong pháp tự tướng không, không có đời trước đời sau. Phật dạy, như vậy Tu Bồ Đề, Bồ Tát nên do pháp không tự tướng mà hành bát nhã, nội ngoại pháp cho đến Phật pháp đều không vướng mắc. Hỏi, từ trước lại đây thường nói tướng bát nhã, cớ gì nay còn hỏi? Đáp, không chỉ hỏi tướng mà còn hỏi Phật thường nói bát nhã ba la mật, lấy nghĩa gì thì gọi là bát nhã ba la mật? Phật dạy, vì sự đệ nhất độ hết thảy pháp qua đến bờ kia gọi là bát nhã ba la mật. Đệ nhất độ là hàng thanh văn dùng trí thấp độ mà qua, hàng bích chi phật dùng trung trí mà qua, còn đối với hàng bồ tát dùng thượng trí mà qua nên gọi là đệ nhất độ. Lại nữa, phiền não có 9, thượng trung hạ mỗi bậc có 3, trí tuệ cũng có 9 bậc. Trí tuệ là hạ hạ, là trí từ độn căn Tu Đà Hoàn cho đến trí thượng hạ, là trí của đệ nhất thanh văn Xá Lợi Phất. Bậc thượng trung là trí Bích Chi Phật, bậc trí thượng trượng là Bồ Tát, bậc trí thượng thượng là Bồ Tát, dùng thượng thượng trí độ thoát nên gọi là đệ nhất độ. Đối với thành văn Bích Chi Phật, chỉ tướng trung độ thoát, nơi tướng riêng có phần ít, còn Bồ Tát đối với hết thảy pháp tướng trung tướng riêng đều biết rõ ràng nên gọi là đệ nhất độ. Lại nữa, khi Bồ Tát độ thoát, trí tuệ biên khắp pháp có thể biết, còn hàng nhị thừa đối với pháp có thể biết, trí không biến khắp được nên gọi là đệ nhất độ. Lại nữa, đệ nhất độ là hàng đại thừa phước đức trí tuệ 6 ba la mật, 37 pháp trợ đạo đầy đủ nên an ổn đi qua. Lại nữa, chư Phật, đại Bồ Tát và chư thiên đều đến giúp đỡ an ổn được độ. Như người cưỡi thuyền bảy bóng sửa sang dụng cụ đi đường đầy đủ chắc chắn, trên thuyền đủ thứ đồ ăn ngon, có người dẫn đường tốt, lại gặp gió thuận, thời có thể vượt qua tốt đẹp. Nếu người cưỡi chiếc bè cỏ đi qua chỗ ghê sợ, thầy không gọi là vượt qua tốt. Lại nữa, Phật nói người ba thừa, do bát nhã ba la mật mà vượt đến bờ bên kia niết bàn rất mọi ưu khổ, vì nghĩa ấy nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, trong bát nhã ba la mật, hết thảy pháp trong ngoài lớn nhỏ, tư duy chủ lượng phân biệt, truy tìm cho đến nhỏ như mảy bụi, không có cái gì bền chắc. Khi đến tướng vi trần, thầy không thể phân chia, tâm tâm số pháp trong một niệm cũng không thể phân chia. Trong bát nhã ba la mật ấy, tâm và sắc đều phá hoại, truy tìm không thể có được chắc thật, vì nghĩa ấy nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, bát nhã là tuệ, ba la mật là đến bờ kia là cùng tận bờ mé của hết thảy trí tuệ. Trí tuệ là tướng không thể phá hoại, tướng không thể phá hoại tức là như thật tế pháp tính, vì nó thật nên không thể phá hoại.
Và việc đó nhiếp vào trong bát nhã nên gọi là bát nhã ba la mật. Lại nữa, bát nhã ba la mật không có pháp, với pháp hoặc hợp hoặc tán để rốt ráo không. Bát nhã ba la mật ấy không sắc không hình không đối, chỉ một tướng, đó là không có tướng. Nghĩa ấy như trước đã nói, có các nhân duyên như vậy nên gọi là nghĩa bát nhã. Này sẽ nói nghĩa bát nhã, nghĩa là bát nhã, có thể sinh ra tất cả trí tuệ thiền định lạc thuyết biện tài. Do lực bát nhã nên diễn thuyết một câu, mỗi mỗi làm trang nghiêm cùng kiếp không hết. Chỗ mặt trời mặt trăng sao không thể chiếu đến, bát nhã ba la mật chiếu được. Bát nhã phá bóng tối vô mình tả kiến, mà hoặc ma dân hoặc người cầu thành phán bích chi Phật ngoại đạo, người ác không thể phá hoại. Vì sao? Vì Bồ Tát hành bát nhã, các người ấy đều không thể có được ở trong bát nhã. Lại nữa, nếu hành giả nhất tâm tín thọ đọc tụng, thời các người ác không thể tìm được chỗ thuận tiện, huống gì hành giả nhớ nghĩ đúng, làm đúng như nói. Như vậy Bồ Tát nên hành nghĩa bát nhã ấy. Nghĩa bát nhã là nghĩa vô thường, nghĩa khổ, không vô ngã, trí bốn đế, tận trí, vô sinh trí, pháp trí, loại trí, thế trí, tha tâm trí, như thật trí nên hành bát nhã. Bát nhã ấy như biển cả, có các báu vật hoặc lớn hoặc nhỏ, duy nhất là ngọc như ý. Bát nhã cũng có các châu báu trí tuệ, đó là bốn thánh hạnh vô thường, khổ, không vô ngã. Mười trí duy nhất có như thật trí, giống như ngọc như ý. Hỏi, như phẩm trước nói, hành theo thường hoặc vô thường không gọi là hành bát nhã ba la mật. Này cớ sao nói, hành nghĩa vô thường nên hành bát nhã ba la mật? Đáp, tôi đã đáp như trước, vô thường có hai thứ. Nếu tâm chấp trước hí luận và hí luận vô thường, thì không gọi là hành bát nhã. Nếu không có tâm chấp trước, không hí luận vô thường là phá điên đảo chấp thường. Lại không tự sinh tâm chấp trước, ấy gọi là hành bát nhã. Hỏi, trong tam tạng chỉ có 10 trí, sao trong đây có thêm như thật trí? Đáp, thế nên gọi là đại thừa, đại pháp hay hàm thọ tiểu pháp không hàm thọ được đại pháp. Hỏi, 10 trí có thể tướng riêng, có như thật trí có tướng gì? Đáp, có người nói, biết được thật tướng các pháp là như như pháp tính thật tế gọi là tướng như thật trí. Trong đây Phật nói như thật trí là chỉ cho trí Phật có được. Vì sao? Vì người nào chưa sạch còn có vô minh, thời không thể biết như thật. Hàng nhị thừa và đại Bồ Tát tập khí chưa sạch nên không thể biết khắp hết thảy pháp, hết thảy chủng, không gọi là như thật trí. Chỉ có Phật đối với hết thảy vô minh rất sạch, không còn thừa, nên có thể biết như thật. Hỏi, nếu ngoài Phật lại không có người nào có như thật trí, thời hàng nhị thừa làm sao được Niết Bàn, hàng Bồ Tát làm sao được vô sinh nhẫn? Đáp, như thật trí có hai, một là biến khắp đầy đủ, hai là chưa đầy đủ. Đầy đủ là Phật, chưa đầy đủ là nhị thừa và đại Bồ Tát. Thí như trong nhà tối, vì cần việc nên đốt đèn, việc làm xong sau lại đốt đèn, ánh sáng càng tỏ thêm. Nhà tối có hai phần, một phần ngọn đèn trước đã trừ, phần thứ hai ngọn đèn sau trừ. Bóng tối phần thứ hai hợp với ánh sáng ngọn đèn đầu, nếu không như vậy thải ngọn đèn thứ hai vô dụng. Như vậy trí tuệ của hàng nhị thừa và đại Bồ Tát tuy đã phá vô minh, song phần vô minh mà trí tuệ Phật trừ được các người trên không thể trừ, không được nói ngọn đèn đầu không chiếu sáng. Như vậy không được nói trí tuệ của hàng nhị thừa Bồ Tát là biết khắp như thật. Trí biết khắp như thật là trí Phật, còn trí như thật là trí chung của nhị thừa và Bồ Tát. Tu Bồ Đề hỏi, bạch Đức Thế Tôn, nếu trong bát nhã thâm sâu nghĩa và phi nghĩa đều không thể có được, làm sao nói Bồ Tát và nghĩa bát nhã thâm sâu nên hành bát nhã? Phật đáp, các phiền não tham dục là phi nghĩa không nên hành. Các pháp có ba phần, các phiền não tham dục là phi nghĩa, các thiện pháp sáu ba la mật là nghĩa. Giác pháp vô ký nên chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa. Nếu có người đối với phiền não và người gây phiền não sinh tâm oán ghét, đối với các thiện pháp sáu ba la mật và người hành thiện pháp sinh tâm thương yêu, còn đối với giác pháp vô ký và người hành pháp vô ký sinh tâm ngu si, thầy như trong kinh nói, phàm phu khi thọ vui sinh tâm tham, khi thọ khổ sinh tâm giận, khi thọ không vui không khổ sinh tâm si. Thế nên nói Bồ Tát nên nghĩ rằng tham dục là phi nghĩa, không nên nghĩ cho đó là phi như kinh nói rộng. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, pháp lành, pháp dữ, pháp vô ký, chỉ một tướng như không có nghĩa và phi nghĩa, vì tướng như không có hai, không có phân biệt. Lại nữa, khi Phật đắc đạo không thấy một pháp hoặc nghĩa hoặc phi nghĩa, thật tướng các pháp dù có Phật hay không có Phật vẫn thường trú, không khởi lên nghĩa và chẳng phải nghĩa. Nếu biết như vậy tức là nghĩa. Chỉ vì phá trừ tâm phân biệt nên nói không nên hành theo nghĩa và phi nghĩa. Như vậy Bồ Tát nên hành bát nhã ba la mật lìa nghĩa và phi nghĩa. Tu Bồ Đề lại hỏi,
Cớ gì Bát Nhã Ba La Mật chẳng phải nghĩa, chẳng phải phi nghĩa? Phật dạy hết thảy pháp không có tướng tác khởi, không có tướng năng tác sở tác. Làm sao Bát Nhã lại khởi lên nghĩa và chẳng phải nghĩa? Tu Bồ Đề lại hỏi, nếu hết thảy chư Phật và đệ tử đều lấy vô vi pháp làm nghĩa, cớ sao Phật nói Bát Nhã Ba La Mật không thể khởi tác nghĩa và chẳng phải nghĩa? Phật đáp, hết thảy thánh nhân tuy lấy pháp vô vi làm nghĩa mà không thêm không bớt. Trong kinh này nói thí dụ, như hư không như, không thể thêm chúng sinh, không thể bớt chúng sinh, vì hư không không có pháp nên không có nghĩa và chẳng phải nghĩa, huống gì hư không như. Hư không tuy không có pháp, song hết thảy nhân gian, nhân nơi hư không mà có được sự tạo tác. Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy, tuy vô tướng vô vi, mà nhân nơi Bát Nhã có thể tu các Phật đạo năm Ba La Mật. Vì tâm chấp trước nên nói Bát Nhã không có nghĩa và chẳng phải nghĩa, không có tâm chấp trước nên nói thật nghĩa đệ nhất, vì theo thế tục đế nên nói nghĩa, còn trong đệ nhất nghĩa đến không có nghĩa. Lại nữa, Bát Nhã có hai, một là hữu vi, hai là vô vi. Học hữu vi Bát Nhã có thể đầy đủ 6 Ba La Mật trú trong 10 địa. Học vô vi Bát Nhã dứt sạch hết thảy phiền não và tập khí thành Phật đạo. Này Tu Bồ Đề hỏi Phật, Bồ Tát học vô vi Bát Nhã được nhất thiết trí, làm sao nói không có nghĩa? Phật đáp, tuy được nhất thiết trí chẳng vì hai pháp nên được, phân biệt thủ tướng gọi là hai pháp. Lại hỏi, pháp không hai có thể được pháp không hai ư? Phật đáp, không. Vì sao? Vì pháp không hai tức là vô vi không có tướng đắc và không đắc, vì pháp vô vi không thể hành. Lại hỏi, nếu do pháp không hai không được, thời có thể do pháp hai được pháp không hai chăng? Phật đáp, không. Vì sao? Vì pháp hai hư dối không thật, làm sao hành pháp không thật được pháp thật? Lại hỏi, nếu chẳng do pháp hai, chẳng do pháp không hai, làm sao được trí nhất thiết chủng? Phật đáp, không có sở đắc tức là đắc, trong đây hai và không hai tức là không có phân biệt, đều không có sở đắc, không có sở đắc ấy không do có sở đắc mà hành, tùy hành pháp hữu vi không có sở đắc ấy, vì tâm không thủ tướng nên không có sở đắc. Vì sao? Vì hành hợp với không, vô tướng, vô tác vậy. Hết cuốn 84 theo bản Hán.